Thiếu gia bị bỏ rơi chương 1841, Phong vị tháp tầng 82. Cái gì? Y y thánh nữ và đinh giới lại đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Phong vị tháp chỉ có 81 tầng, hơn nữa hiện tại ba người bọn họ toàn bộ đều đang ở tầng 81. Tầng 81 căn bản là không có bất kỳ bậc thang màu vàng nào, bọn họ còn làm thế nào mà lên tầng 82? Tầng 82 ở đâu ra? Đinh giới nghi ngờ hỏi. Diệp mặt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Vậy tầng 81 ở đâu ra? Đinh giới càng nghi hoặc. Tầng 81 vốn là có mà, mọi người đều biết sau khi phong vị tháp xuất hiện, thì có 81 tầng. Y y thánh nữ lại trở nên trầm mặt, hình như cô hiểu rõ ý của Diệp mặt. Quả nhiên Diệp mặt nói. Phong vị tháp bất kể là ở bên trong hay là ở bên ngoài, thần thức của anh có thể quét đến nhiều nơi hơn sao? Không thể. Đinh giới không chút do dự đáp, mọi người đều hiểu rõ, phong vị tháp chỉ có thể nhìn thấy đồ vật ở tầng thứ nhất, căn bản là không cách nào dùng thần thức quét đến bất kỳ vật gì trong các tầng còn lại. Vậy phong vị tháp sau khi xuất hiện, có người nào đến được tầng 81 chưa? Khẳng định là không có. Đã vậy, là ai biết phong vị tháp có tầng 81? Diệp mặt nói xong, bình tĩnh nhìn đinh giới và y y thánh nữ. Hai người tuy đều hiểu lời Diệp mặt nói, lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đúng vậy, đã không có ai từng tới tầng thứ 81, ai biết phong vị tháp này chỉ có 81 tầng. Ở đây không có bậc thang thông với tầng thứ 82, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy gượng ép đánh vỡ tầng thứ 81 phong vị tháp mà đi lên. Đinh giới nghi hoặc nhìn dịp mặt hỏi. Diệp mặt lắc đầu nói. Phong vị tháp này đừng nói ba người chúng ta không mở ra được. Cho dù là tiên đế ở đây có thể là cũng mở không ra. Nhưng phong vị tháp này tôi cảm giác giống như một thế giới quy tắc vậy, anh nhìn không tới đỉnh, cũng không nhìn thấy rìa, chỉ có chúng ta tìm được một loại quy tắc trong đó, mới có thể tự động tạo thành một con đường, con đường này chúng ta có thể là nhìn không thấy. Lại có thể thông với tầng thứ 82. Chuyện này Đinh giới và y y thánh nữ lập tức ngây ngẩn cả người, tìm ra một loại quy tắc của phong vị tháp, ra khỏi phong vị tháp, đây là chuyện mấy tiên vương thông thường có thể làm được hay sao? Trong thấy đinh giới và y y đều nhìn mình, dịp mặt nói thẳng. Tôi có thể thử một chút xem. Hai người ngồi ở một bên chờ tôi, có thể cần thời gian tới mấy tháng, cũng có thể đợi lúc phong vị tháp này mở ra, tôi vẫn chưa tìm được đường ra chân chính. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, nếu như thời gian đã tới mà Diệp Mặc vẫn không tìm thấy đường ra, vậy chỉ có thể cùng Phong Vương với người khác. Cho dù là như vậy, bọn họ đã đến tầng thứ 81, dù sao cũng tốt hơn những người còn lại rất nhiều chứ. Nhưng tôi phải nói một chút là, một khi thất bại, hai người có thể ngay cả nguyên thần cũng không còn đâu. Diệp Mặc còn chưa nói hết lời, Đinh Giới lập tức nói: Tôi không để ý, anh còn không sợ, tôi sợ cái gì? Tôi cũng không để ý. Y y thánh nữ không chút do dự nói. Có cơ hội chứng đạo thánh đế, cho dù là một người bình thường cũng sẽ không bỏ qua, chớ đừng nói chi là loại tiên vương tài năng phi phàm như y y và đinh giới. Hai người đều không biết, lỡ như thất bại, dịp mặt sẽ không chết, hắn còn có thế giới trang vàng. Nhưng những lời này dịp mặt không có nói ra lúc này nói những lời này, chẳng phải là đã kích lòng tin của hai người sao. Diệp mặt ngồi ở chính giữa tầng thứ 81, rất nhanh liền rơi vào suy tưởng. Tam sinh quyết, bắt đầu vận chuyển, một loại đạo vận vạn vật mới sinh rất nhanh liền chậm rãi khuếch tán ra chung quanh diệp mặt. Đinh giới và y y thánh nữ vốn ngồi ở một bên chờ diệp mặt, lập tức liền cảm nhận được một chút đạo vận này, hai người rất nhanh liền cảm nhận được chút đạo vận này không bình thường căn bản là không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở hai người đều khoanh chân ngồi xuống cảm thụ một ít đạo vận tam sinh quyết bên trong cảm ngộ của diệp mặt khi diệp mặt đang dùng tam sinh quyết để suy diễn vẫn chưa từng làm trước mặt người khác lần này thi triển tam sinh quyết trước mặt đinh giới và y y thánh nữ để suy diễn lập tức khiến cho hai người bọn họ lấy được ít lợi không nhỏ y y thánh nữ và đinh giới dưới dòng đạo niệm bên trong cảm ngộ của diệp mặt này tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh tư chất của bọn họ không giống với diệp mặt tư chất của hai người bất kỳ người nào cũng đều cao hơn diệp mặt vô số lần loại đạo vận công pháp hỗn độn này của diệp mặt vừa ra tới bọn họ liền lĩnh ngộ được lợi ích trong đó những thứ bình thường một chút cũng không hiểu thậm chí không thể giải thích vì sao bỗng nhiên thông suốt thời gian ở trong này dần dần qua đi một tháng hai tháng thậm chí 10 tháng đã trôi qua rồi, nhưng tầng 81 này vẫn yên tĩnh, không một tiếng động. Chính cái cửa phòng mở rộng ra, lại không ai vào phòng, ba người đều đang an tĩnh ngồi xếp bằng trong sảnh của tầng thứ 81. Diệp mặt đang cảm ngộ pháp tắt ra ngoài của phong vị tháp này, mà đinh giới và y y thánh nữ cũng đang cảm thụ từng chút từng chút đạo vận thiên địa, loại vết tích công pháp hỗn độn tối thượng mà diệp mặt khai triển ra này. Khi tháng thứ 11 trôi qua, dịp mặt đột nhiên mở mắt hắn đã mơ mơ hồ hồ bắt được một vài thứ mờ ảo trong đó nhưng thứ này lại không cách nào cảm ứng ra một cách chân thật rõ ràng được dịp mặt biết hắn đã không còn thời gian để tiếp tục cảm ngộ nữa rồi chỉ có thể tỉnh lại hắn muốn dùng loại cảm giác mơ hồ này để tóm con đường mơ hồ ra trong nháy mắt khi dịp mặt tỉnh lại loại cảm giác lĩnh ngộ kia của đinh giới và y y thánh nữ liền biến mất không còn dấu vết hai người đang muốn nói lại trông thấy Diệp Mặc khoát tay ngăn lại. Hai người đang muốn nói chuyện miễn cưỡng nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra, chỉ chờ Diệp Mặc hành động. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên không trung vẽ vài cái, lúc này mới nhấc chân bước lên khoảng không. Đinh Giới và y y thánh nữ khiếp sợ phát hiện, thì ra không gian trống không trong đại sảnh tầng thứ 81 bỗng nhiên có thêm một bậc thang thấp thoáng. Bậc thang này như ẩn như hiện, như có lại như không hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Diệp mặt tạo thành, mà là Diệp mặt đã tìm được một chút quy tắc để ra ngoài trong không gian này, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc này. Theo như cái này thì, bậc thang từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 81 của phong vị tháp đều là do quy tắc tạo thành, chỉ có điều là những quy tắc kia rất rõ ràng sáng tỏ, mọi người vừa nhìn đã biết. Mà quy tắc bậc thang từ tầng thứ 81 đến tầng 82 căn bản là chưa hình thành, nên lúc này bọn họ mới không biết ngay lúc này hai người chợt nghe diệp mặt nói hai người mở rộng tâm thần của mình cảm thụ thần thức của tôi chỉ dẫn đinh giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần của mình hoàn toàn không đề phòng bày ra trước mặt diệp mặt nếu như lúc này diệp mặt muốn động tới đinh giới thậm chí chỉ cần một ý niệm là đã có thể làm cho đinh giới biến mất y y thánh nữ do dự thời gian một hơi thở liền theo đinh giới cùng mở rộng tâm thần của mình cô cũng không phải là sợ diệp mặt muốn hại cô cô dù sao cũng là một cô gái hơn nữa còn là một thánh nữ một khi truyền đi chuyện tâm thần của mình cố ý rộng mở bị một người đàn ông xâm lấn thanh danh thánh nữ này của cô cũng coi như bị hủy rồi cô tin tưởng diệp mặt sẽ không có hành động dư thừa gì đối với cô quả nhiên sau khi tâm thần của cô vừa mở ra ý niệm thần thức của dịp mặt liền truyền vào trong ý thức của cô chỉ dẫn cô đi theo dịp mặt tiến lên đồng thời ý niệm thần thức này còn chỉ dẫn cô và đinh giới không ngừng thi triển khống chế nặng nhẹ lên địa điểm đặt chân không có chút ý tứ nào muốn nhìn trộm bất kỳ bí mật gì của cô sau khi tâm thần của hai người hoàn toàn đi theo dịp mặt cùng hành động dịp mặt lại làm ra mấy thủ thế đồng thời lại bước ra một bước một bước này rõ ràng bước vào khoảng không nhưng khi bước chân rơi xuống, dưới chân Diệp mặt lại xuất hiện một bậc thang nhàn nhạt mờ ảo. Theo Diệp mặt từng bước từng bước bước ra, ba người bọn họ rất nhanh đã rời khỏi mặt đất tầng thứ 81, lúc mới đầu ba người thật giống như vẫn còn trong không gian tầng 81. Nhưng sau khi ba người đi được mấy chục bước, thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất ở tầng này. Đinh Giới và Y Y thánh nữ đã từng cảm thụ loại đạo vận, tam sinh quyết kia của Diệp mặt càng biết rõ bây giờ Diệp mặt đang làm cái gì, hai người không dám có chút phân tâm, toàn tâm toàn ý để Diệp mặt dẫn dắt tiến lên. Hai người có lẽ cũng biết, lúc này bọn họ giống như đang đi xiết trên dây, một bước đạp sai, thì không phải là tiến vào tầng thứ 82 của phong vị tháp, mà là bị không gian đảo lộn quấy thành mảnh vỡ. Diệp mặt càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra trong loại không gian này, nhưng hắn không có biện pháp nào khác để hắn bị vây khốn trong phong vị tháp cả đời không thể chứng đạo thánh đế hắn tuyệt đối không muốn cho dù là thế giới hỗn độn có thể sẽ đánh tan khả năng hắn không thể chứng đạo hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy thà để lại một chút bóng mờ trong lòng hắn như vậy chi bằng đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần đúng như hắn tự nhủ chỉ cần có một phần trăm thậm chí một phần vạn hy vọng hắn cũng muốn thử một lần với hắn mà nói một phần ngàn tỷ hy vọng và 50% hy vọng căn bản là như nhau. Thành công, hoặc là không thành công. Đây là đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm, nhưng dịp mặt tin tưởng tam sinh quyết của hắn. Tam sinh quyết của hắn ngay cả công pháp thần cấp cũng có thể suy diễn ra, huống chi hiện tại hắn đã là tiên vương rồi, ai có thể xác định hắn không phá được đường ra của loại không gian này. Dịp mặt đến khúc sau càng đi càng chậm, sau khi trôi qua 11 tháng tiến vào phong vị tháp, dịp mặt lại ngừng lại. Đinh giới và y y thánh nữ vẫn luôn nối liền với tâm trí của dịp mặt lúc này biết rõ nguy hiểm, càng không dám nói câu nào. Dịp mặt dừng lại, hai người lập tức dừng lại. Dịp mặt lại trầm giọng nói. Chắc đã đến rồi, chờ lúc tôi bước ra, tâm thần của chúng ta lập tức sẽ cắt đứt liên hệ, hai người phải theo tôi bước ra ngay lập tức. Hiểu rồi không cần dịp mặt nói hai người cũng đều biết đây mới là thời điểm mấu chốt nhất nếu như phong vị tháp này đúng là một thế giới quy tắc thì bọn họ rời khỏi phong vị tháp tương đương với từ một mặt phẳng này bước vào một mặt phẳng khác dịp mặt suy diễn ra thời gian và tuyến đường hợp lý nhất hai người càng không thể trì hoãn một chút nào nếu không rất có thể sẽ bị không gian đảo lộn xé nát hoặc là rơi vào trong hư không vô tận dịp mặt sau khi nói xong không hề nhúc nhích ước chừng qua mười mấy hơi thở dịp mặt bỗng nhiên nói đi nói xong dịp mặt đã xảy ra một bước đinh giới và y y thánh nữ đều là tu vi tiên vương càng không chậm trễ một chút nào cùng lúc khi dịp mặt bước ra hai người liền bước ra theo dịp mặt gần như là cùng một lúc ba người đã rơi vào một khoảng không sương mù lượn lờ đinh giới và y y thánh nữ lập tức cảm thấy toàn thân từng trận từng trận thoải mái sau một khắc, bọn họ đã nhìn thấy một đỉnh tháp cực lớn căn bản nhìn không thấy ngọn nguồn. Chúng ta vậy mà có thể đứng ở đỉnh phong vị tháp. Đinh giới sững sờ nhìn đỉnh tháp này, y đoán chừng khi trở về nếu mình nói mình đã trông thấy đỉnh của phong vị tháp, hơn nữa còn đứng trên đó rồi, chắc chẳng ai sẽ tin lời y nói đâu. Đúng vậy, đây đúng là đỉnh phong vị tháp. Diệp mặt đã từng cảm thụ được thế giới quy tắc của phong vị tháp, khi ra ngoài ngay từ đầu đã biết đây đã không còn là bên trong của phong vị tháp nữa. Đây là cái gì? Đạm Thái Y đứng ở đỉnh phong vị tháp chỉ vào một mảnh sương mù mà thần thức dưới chân đều quét không đến hỏi. Diệp mặt sớm đã nhìn thấy đám sương mù này, bây giờ Đạm Thái Y hỏi, hắn mới lên tiếng. Nếu như tôi đoán không sai, dưới sương mù lượng lờ này, nơi thần thức quét không vào được, chắc hẳn là bia tiên vương vậy chúng ta chẳng phải là đã leo tới chỗ cao nhất của bia tiên vương đợi lát nữa phong vương chẳng phải là tiên vương lợi hại nhất sao đinh giới chấn động vô cùng nói nói xong y lập tức hiểu ra điều này hiển nhiên là như vậy nói cách khác y đã thành một trong những tiên vương lợi hại nhất rồi dịp mặt lại đáp cái này cũng chưa chắc chúng ta từ bên trong phong vị tháp đi ra đã vượt qua thế giới quy tắc của phong vị tháp Bi Tiên Vương còn có thể phong vương cho chúng ta hay không còn chưa rõ ràng lắm. Cho dù không thể phong vương, ta cũng không để ý, tôi tin tưởng lợi ích mình đạt được, tuyệt đối là nhiều hơn so với phong vương. Đạm Thái Y lập tức nói. Đợi tôi thử xem rồi nói sau, bây giờ ta đinh giới đến phong vương. Đinh giới nói xong. Sắp sửa nhảy xuống đỉnh bia phong vương bên dưới đám sương mù lượng lờ kia chỉ có điều là sau khi y đã rơi vào trên đám sương mù lượng lờ kia lại không thể đi xuống không đợi đinh giới nói đám sương mù lượng lờ phía trên bia tiên vương kia lại đột nhiên vọc ra sáu chữ to màu vàng nhạt bắt thần tiên vương đinh giới cùng với sự xuất hiện của sáu chữ to này từng đợt tiên âm vần quanh ba người giống như phụ họa cho bắt thần tiên vương ồ tôi là bắt thần tiên vương lại không cần khắc tên của mình tước vị tiên vương đã hiện ra rồi. Quả nhiên tôi dũng mãnh hơn rất nhiều so với tiên vương bình thường, ha ha ha. Đinh giới cười ha ha, mà sáu chữ to vàng nhạt bắt thần tiên vương đinh giới kia lại sừng sững phía trên sương mù, không biến mất. Diệp mặt cũng rất là kinh ngạc, hắn không thể tưởng được sau khi đã đến đỉnh phong vị tháp, phong vương lại phong với hình thức như thế này, hơn nữa chữ to màu vàng còn lơ lửng phía trên bia tiên vương chuyện này căn bản là không cần phải nói cũng biết trên quảng trường bia tiên vương sẽ không nhìn thấy mấy cái chữ to này đâu đạm thái y thấy mà trong lòng tha thiết vô cùng lập tức cũng xông lên phía trên sương mù kia lớn tiếng nói cửu phạm tiên trì đạm thái đến phong vương lại là hàng loạt tiên âm vang lên sau mấy hơi thở tương tự mấy chữ to màu vàng nhạt lơ lửng phía trên đám sương mù kia thiên nguyệt tiên vương đạm thái y hai hàng chữ to màu vàng cách nhau khá xa nhưng cao xấp xỉ nhau bất kể là đinh giới hay là đạm thái y đều cảm thấy rất là thỏa mãn khi mình phong vương đinh giới nghĩ tới diệp mặt còn chưa phong vương vội vàng nói diệp mặt anh cũng tới phong vương đi tôi rất muốn nhìn xem người như anh sẽ được phong là vương gì kỳ thật bản thân diệp mặt cũng rất muốn biết hắn được phong là vương gì không đợi đinh giới nói xong hắn cũng đã rơi trên bia tiên vương phía trên đám sương mù lượng lờ kia. Diệp mặt đã rơi vào phía trên bia tiên vương, còn chưa có bắt đầu nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh rầm rầm vang vọng bốn phía, lại còn liên miên không dứt, căn bản là không thấy tiêu tán. Chuyện gì vậy? Đinh giới và đạm thái y sững sờ nhìn bốn phía, lại không phát hiện gì hết, lại chỉ có thể nghe thấy cái thanh âm rầm rầm này đang không ngừng tăng lên. Không có tiên âm, cũng không có chữ to ánh vàng gì cả. Diệp mặt đang muốn nói, diệp mặt đến đây phong vương, rồi lại nghe thấy vài tiếng vang, ken két, vang vọng chung quanh đang nứt ra, đồng thời hơn 10 tia sét màu vàng kim không ngừng bao quanh nơi này. Chuyện này hình như không đúng, diệp mặt không tiếp tục phong vương, hắn nghĩ tới chuyện lôi kiếp của mình vốn đã có chút không đúng, lần phong vương này không biết có phải là giống như lôi kiếp hay không, nếu quả như thật xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không lấy làm lạ. Vừa lúc đó, bốn hàng chữ to màu vàng chậm rãi xuất hiện, ba người dịp mặt và đinh giới, đạm thái y đều kinh ngạc nhìn chầm chầm bốn hàng chữ to màu vàng này. Thần giới tan biến, sao trời mờ mịt. Hỗn độn trọng khai, càng không tái lập. Thần túc xếp bày, âm dương phân hóa. Tam sinh vĩnh tồn, vinh danh bất hủ. Nguyên văn Thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện hỗn độn trọng khai càng không tái điện thần túc liệt trương âm dương phân hiểu tam sinh vĩnh tồn thị danh bất hủ phía trên bốn hàng chữ to màu vàng kim còn có sáu chữ màu vàng lớn hơn bất hủ tiên vương diệp mặt không giống như danh hiệu tiên vương của đinh giới và đạm thái y viết theo chiều dọc mấy chữ bất hủ tiên vương diệp mặt này được viết ngang hơn nữa còn vắt ngang ngay trên bốn hàng chữ to màu vàng kia như vậy vừa nhìn đã thấy phong vương của đinh giới và đạm thái y tách ra đứng hai bên trái phải phong vương của diệp mặt danh hiệu khí phách thật diệp mặt danh hiệu của anh không ngờ là bất hủ đinh giới sau khi chật chật tán thưởng vài câu bỗng nhiên nói diệp mặt anh xem có phải là thế giới tan biến kia cần chúng ta cứu vớt hay không cho nên để cho chúng ta đứng trên đỉnh phong vương của người khác diệp mặt biết rõ đinh giới trong lòng vô cùng vui vẻ lúc này mới nói giỡn mấy lời này, hắn cũng không để bụng. Hắn cũng không ngờ danh hiệu của mình lại là bất hủ, phải biết rằng hai chữ này đại biểu cho sự tồn tại vĩnh cửu. Nhưng Diệp mặt cũng không bị cái danh hiệu này làm cho mê muội đầu óc, lúc đinh giới và đạm thái y phong vương đều có tiên âm lượng lờ, mà lúc hắn phong vương lại là tiếng sấm vang rền, ti chớp đang xen. Huống chi, hắn còn biết cái danh hiệu tiên vương bất hủ này rất có thể có quan hệ với tam sinh quyết của hắn bây giờ chúng ta làm sao trở về đinh giới sau khi qua cơn kích động lập tức liền nghĩ đến vấn đề thực tế bọn họ còn phải trở về diệp mặt bình tĩnh lại bây giờ đinh giới hỏi trở về bằng cách nào diệp mặt cũng biết trở về tuyệt đối không phải đơn giản chỉ nhảy xuống là được đâu tôi nghĩ đợi đến lúc phong vị tháp mở ra tự động sẽ có thể trở về chăng? Đạm Thái Y ở bên cạnh nói. Diệp Mặt và Đinh Giới đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thì nờ tại bọn họ chỉ cần chờ phong vị tháp mở ra là được rồi. Tuy Diệp Mặt hoài nghi từ nơi này rời đi cũng có thể trở về, tuy nhiên lại không dám khẳng định sẽ xuất hiện ở thiên vực nào. Húng chi, hắn còn phải quay lại giết lục chính quần, há có thể bỏ qua như vậy. Diệp Mặt sau khi phong vương anh chuẩn bị trở về mặt nguyệt tiên tông của anh hả nếu như tôi vẫn trở về đại xích thiên có cần tôi tới tìm anh đinh giới xoa xoa tay rất muốn cùng dịp mặt tu luyện lợi ích như thế quả thực so với tiên linh tuyền cao cấp còn hơn hẳn một bậc đạm thái y biết ý của đinh giới chỉ có thể hâm mộ đinh giới cô là thánh nữ của cửu phạm tiên trì hiển nhiên không có khả năng chạy đến một tông môn của hạ thiên vực để tu luyện dịp mặt lại nói tôi xuống dưới còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết đợi sau khi mấy chuyện này kết thúc tôi còn phải đi hỗn độn tinh vực một chuyến lần này tôi thấy mười mấy người thượng thiên vực thăng cấp tiên vương tại đó tôi cũng muốn đi xem xem khỏi bỏ lỡ thứ tốt gì vậy cũng không có lợi được anh chờ tôi cùng đi là được rồi thiên chủ thiên vực gì đó kia căn bản không phải là đối thủ của anh còn cần để ý làm gì Đinh giới không chút do dự vỗ tay nói, chính là muốn cùng dịp mặt đi hỗn độn tinh vực. Đạm thái y do dự một chút, nhìn đinh giới nói. Tôi cũng đi hỗn độn tinh vực vậy, hay là chúng ta cùng đi mặt nguyệt tiên tông tìm dịp đại ca? Lúc này sự khâm phục và tín nhiệm của đạm thái y đối với dịp mặt đã là xuất phát từ tận đáy lòng rồi, dịp mặt căn bản chính là nhân vật nghịch thiên, ngay cả thế giới quy tắc của phong vị tháp cũng có thể tìm được, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc trong đó để ra khỏi phong vị tháp. Huống chi diệp mặt còn đưa bọn họ tới tầng thứ 82, leo lên đỉnh phong vị tháp. Cho dù là không nói tới mấy chuyện này, dựa vào danh hiệu bất hủ tiên vương của diệp mặt, còn có bốn hàng chữ thoạt nhìn đã không tầm thường ở bên dưới danh hiệu kia. Đạm Thái Y đã biết diệp mặt chắc chắn là tiên vương đứng đầu tiên giới hiện nay. Được, nếu như tôi dễ dàng tiêu diệt lục chính quần, tôi sẽ chờ cô ở mặt nguyệt tiên tông nếu như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không nói trước được rồi dịp mặt bảo thủ nói đinh giới cười ha ha một tiếng nói tên lục chính quần kia tôi không dùng thần thông cũng có thể tiêu diệt gã dịp mặt lại nói anh không nên xem thường lục chính quần gã có thể không có tư chất như anh nhưng trải nghiệm của gã tuyệt đối sẽ không kém hơn anh Lúc trước khi gã và tôi đánh nhau, khẳng định là gã đã che giấu tu vi, còn che giấu bao nhiêu, tôi không nhìn ra được. Há, vẫn còn có kẻ thú vị như thế sao? Đinh giới lập tức liền thay đổi cách nhìn đối với lục chính quần, y tin tưởng cách nhìn của dịp mặt tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì y đã cùng đi với dịp mặt từ tầng thứ 72, nếu như dịp mặt có chút sai lầm nào, lúc này bọn họ đã hóa thành tro bụi rồi. Diệp mặt bỗng nhiên nhìn đạm thái y hỏi. Tôi hỏi cô về một người, cô có biết quốc kim hương tiên tử không? Đạm thái y kinh ngạc nhìn Diệp mặt nói. Tôi đương nhiên biết rõ quốc kim hương trưởng lão, nhưng bà ấy đã rời khỏi tiên tông vài vạn năm rồi, tôi cũng chỉ nghe qua truyền thuyết về bà mà thôi. Còn bà ấy đi nơi nào, thì tôi không biết. Diệp đại ca, làm sao anh biết quốc kim hương trưởng lão? Diệp mặt nhớ tới cái đầu lâu màu vàng tại hỗn độn tinh vực kia, đành phải nói. Tôi từng nghe người ta nói đến bà ấy, vừa vặn cô và út kim hương tiên tử là cùng một tông môn, tôi liền thuận miệng hỏi một câu. Đạm thái y tuy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không có để ý lắm. Uất kim hương tiên tử, cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tiền bối trong truyền thuyết của tông môn mà thôi. Lúc này còn cách lúc phong vị tháp mở ra vài ngày nữa, Diệp Mặt và Đinh Giới, Đạm Thái Y, ba người cùng nhau thảo luận về bí quyết tu luyện, mỗi người cũng đều có gặp hái. Diệp Mặt chủ yếu là nhận được một vài tin tức và bí cảnh trong tu luyện từ Đinh Giới và Đạm Thái Y, mà hai người Đinh Giới và Đạm Thái Y hoàn toàn là có nghi hoặc gì không hiểu đều hỏi Diệp Mặt. Thời gian trôi qua mau, đảo mắt đã tới thời gian, ngày hôm nay sương mù phía dưới ba người bỗng nhiên đã nứt ra khe hở, hình như có khí tức mới truyền đến phong vị tháp sắp đóng cửa mọi người sắp bị truyền tống ra ngoài chúng ta mỗi người có thể cũng sắp trở xuống quảng trường bia tiên vương diệp mặt lập tức nói được chờ lần sau tôi tới tìm anh đinh giới vừa dứt lời cũng đã cùng đạm thái y biến mất ở trong một cái khe hở trong số đó diệp mặt gần như là đồng thời cũng từ một cái khe hở khác rơi xuống khi dưới chân diệp mặt đáp xuống mặt đất trắng chắc cũng đã đứng ở quảng trường bia tiên vương của Ma Di Thiên. Lúc này tất cả những tiên vương trong phong vị tháp cũng đã được truyền tống đến quảng trường bia tiên vương, không ai chú ý dịp mặt từ nơi nào đến, cái mà những tiên vương vừa mới đến này ngay lập tức nghĩ đến chính là phong vương như nào. Số tiên vương trên quảng trường bia tiên vương của Ma Di Thiên vốn dĩ cũng không nhiều lắm, dịp mặt vừa hạ xuống liền nhìn thấy định giới và đạm thái y cũng không còn ở đây nữa, rõ ràng địa điểm mà bọn họ truyền tống đến không phải nơi này. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên quảng trường Bia Tiên Vương, một đường thần thức liền chầm chầm nhìn hắn. Sát cơ lạnh lùng khiến tất cả những người trên quảng trường lập tức hiểu ra, thiên chủ lục chính quần của việc Hành Thiên và tông chủ của Mặt Nguyệt Tiên Tông có thù oán với nhau. Những tiên vương nóng lòng phong vương kia ai ai cũng nhường chỗ ra, tránh việc hai người này đánh nhau trong này ảnh hưởng đến những người vô tội hai người cũng từng động thủ ở tầng thứ nhất của phong vị tháp tất cả những người trên quảng trường bao gồm cả mười mấy tiên vương của thượng thiên vực cũng biết rõ bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hai người này diệp mặt đã phong vương rồi đương nhiên sẽ không cần để ý có phải phong vương nữa hay không lục chính quần thì lại muốn trước khi diệp mặt phong vương phải chế trụ được diệp mặt với tu vi của diệp mặt sau khi phong vương nói không chừng thực lực cũng có thể tăng cao hơn nữa đến lúc đó người bất lợi chính là gã suy nghĩ của diệp mặt cũng giống như lục chính quần nhưng hắn đang muốn xông lên thì ngay lập tức liền dừng lại hắn cảm thấy có một thần thức cực mạnh đang tập trung vào hắn từ khi thăng cấp tiên vương đến nay đây là lần đầu tiên hắn gặp thần thức cường hãn như này trong nháy mắt cảm nhận được đường thần thức này diệp mặt liền nhìn thấy một người đàn ông gầy gò mặt chữ điền đang bước về phía hắn đây là tiên tôn Diệp Mặc vừa nhìn thấy người này, liền biết người đàn ông gầy gò có sát ý cực mạnh với hắn này là một tiên tôn sơ kỳ. Diệp Mặc không biết tiên tôn này từ đâu đến, sát ý trên người của tiên tôn này đối với hắn, khiến hắn ngừng lại ý định động thủ với lục chính quần. Lục chính quần cũng cảm thấy được áp lực thần thức cực mạnh này, vì chỉ có gã đứng gần Diệp Mặc. Lục chính quần không thể nào nhìn ra tu vi tiên tôn của đối phương giống như Diệp. Mặt, gã chỉ biết tu vi của người đàn ông gầy gò đang bước đến này cao hơn nhiều so với gã. Gã đang định kết nối với nguyên thần thể kia, hỏi xem tu vi của người đàn ông gầy gò này như nào, thì lại nghe thấy nguyên thần thể truyền âm đến nói. Người này là một tiên tôn sơ kỳ, đừng nói chuyện với tôi nữa, nói nhiều rồi, sợ là người này lại biết được. Lục chính quần sau khi nghe thấy vậy, trong lòng lại càng cả kinh, lúc này gã làm gì dám tiếp tục tìm nguyên thần thể kia nói chuyện nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên tôn kia đi về phía gã và dịp mặt lục chính quần bái kiến đại nhân lục chính quần không đợi tiên tôn này chủ động nói chuyện đã không người hành lễ chủ động lên trước chào hỏi tiên tôn kia khẽ nhíu mày rồi nói anh chính là lục chính quần bị người ta sang bằng phủ thiên chủ đúng không lục chính quần nhanh nhảo nói vâng Đúng là vãng bối. Đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của liên minh thiên chủ kia, không ngờ lại chọn ra một tên thiên chủ phế phẩm như anh, bổn tọa là trường thiên. Tiên tôn này khi nói câu trước, lục chính quần trong lòng cũng vẫn còn đang rất khó chịu, tiên tôn thì đã làm sao? Bản thân mình sớm muộn gì cũng là tiên tôn. Nhưng khi người này nói ra câu cuối cùng, thì gã mới hiểu ra hóa ra là trường thiên tiên tôn của liên minh thiên chủ. Lúc này lục chính quần lại càng sợ hãi không người nói. Lục chính quần bái kiến trường thiên tiên tôn đại nhân, vãn bối vì không có ở phong cương tiên thành, nên mới để cho người đó lợi dụng sơ hở. Hôm nay vãn bối đến đây chính là muốn dẫn người đó đến phủ thiên chủ của phong cương tiên thành hành quyết. Diệp mặt đứng bên cạnh nghe cũng rất rõ, lúc này mới hiểu ra hóa ra người này chính là môn chủ của liên minh thiên chủ trường thiên tiên tôn. Hắn nghe nói liên minh thiên chủ có hai tiên tôn, Trường Thiên Tiên Tôn này chắc hắn là một trong số đó. Trường Thiên Tiên Tôn trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu nói. Nếu như vậy bây giờ anh động thủ đi, ta đứng ở đây xem. Lục chính quần có chút thở vào, chỉ cần Trường Thiên Tiên Tôn không dẫn dịp mặt đi là tốt, một khi Trường Thiên Tiên Tôn muốn dẫn dịp mặt đi, vậy thì gã cũng không có lợi ích gì. Lục chính quần nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này vừa mới phóng ra cũng không khác gì với những tiên khí bình thường. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặt quét đến, lập tức phát hiện ra trong thần thức của hắn chỉ là một vũng nước trong. Trên vũng nước trong này, có 7 điểm tinh quang lượng lờ. Thất tinh kiếm Diệp Mặt không ngờ thất tinh kiếm lại xuất hiện trong tay lục chính quần. Thất tinh kiếm mặc dù không phải là thần khí, nhưng cũng không thua bất kỳ tiên khí cao cấp hay thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những pháp bảo tiên kiếm trứ danh nhất trong tiên giới, lục chính quần không ngờ lại dám lấy ra. Chẳng lẽ gã không sợ tiên tôn kia đỏ mắt muốn lấy hay sao? Ồ! Tiên tôn kia quả nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, rõ ràng cũng không ngờ lục chính quần lại có được thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm còn chưa được phóng ra, dịp mặt liền cảm thấy từng đợt hàng ý xung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục tiên vương còn chưa phong vương, đều gác lại suy nghĩ phong vương của mình, muốn nhìn dịp mặt và lục chính quần rốt cục ai bị giết chết trước. Còn chuyện phong vương, cũng đã tiến vào phong vị tháp rồi, thì lúc nào cũng có thể phong vương được. Dịp mặt chỉ vừa chuyển ý nghĩ, lập tức liền hiểu ra đây là chuyện gì. Lục chính quần phóng thanh kiếm dài này ra, rõ ràng là muốn sau khi giết mình, thì hiến thanh kiếm dài này cho trường thiên tiên tôn. Một khi gã hiến thanh thất tinh kiếm này, cho dù gã dẫn mình đi, thì trường thiên tiên tôn cũng không tiện nói thêm câu gì khác. Tên này quả nhiên đúng là một tên bụng dạ xấu xa, tính toán nhỏ nhặt. Nhưng dịp mặt lại không muốn gã làm được chuyện này, hắn trực tiếp truyền âm cho tiên tôn kia nói. Trường thiên tiên tôn, ông biết lục chính quần tại sao lại muốn giết tôi không? Ông cho rằng gã là vì phủ thiên chủ bị sang bằng sao? Căn bản cũng không phải như vậy, vì lục chính quần biết tôi lấy được cây non hỗn độn thụ cái gì trường thiên tiên tôn khi thấy diệp mặt nói ba chữ hỗn độn thụ này lập tức thất thanh kêu lên lão lập tức quên truyền âm lúc này lão kích động toàn thân run rẩy một bước phóng tới phía diệp mặt giơ tay ra tóm lấy diệp mặt diệp mặt sớm đã chuẩn bị trong nháy mắt trường thiên tiên tôn động thủ hắn cũng đã thoát khỏi lĩnh vực tiên tôn của đối phương đồng thời truyền âm nói trường thiên tiên tôn, nếu như ông dám hạ thủ, tôi lập tức sẽ nói chuyện tôi có hỗn độn thụ ra đấy. Thân hình của trường thiên tiên tôn dừng lại, cũng không dám tóm dịp mặt nữa, một khi dịp mặt làm tới, lão có thể giết sạch hết tất cả những người ở đây sao? Rõ ràng là không thể nào, nơi này có nhiều tiên vương như vậy, còn có cả người của thượng thiên vực đến nữa, nếu như lão giết sạch, thì trường thiên lão cũng không thoát khỏi nơi này được lục chính quần đang muốn tiếp tục bước lên trước nói chuyện lại không ngờ trường thiên tiên tôn lại xua xua tay nói với lục chính quần trong này không có chuyện của anh rồi anh anh lui sang một bên trước đi trường thiên tiên tôn vốn định bảo lục chính quần ra ngoài nhưng nghĩ đến hỗn độn thụ lập tức lại thay đổi ý định lục chính quần biết có hỗn độn thụ loại người như này làm sao có thể buông tha được đợi lát nữa phải đi cùng mới đúng Diệp mặt trong lúc lục chính quần đang sửng sốt, lại lần nữa truyền âm cho lục chính quần nói. Tên trường thiên tiên tôn này có thể cảm nhận được trên người tôi có khí tức hỗn độn rồi, thậm chí có thể biết tôi có hỗn độn thụ, nếu như anh muốn bảo toàn được hỗn độn thụ, thì liên thủ cùng tôi giết chết trường thiên tiên tôn này đi. Lục chính quần nghe thấy truyền âm của Diệp mặt sửng người một chút, lập tức hiểu ra người mà gã tìm quả nhiên không nhầm, trên người tên này quả thực có hỗn độn thụ. Cho dù biết mình lúc trước đoán chính xác 90%, nhưng sau khi dịp mặt chính miệng thừa nhận, lục chính quần cũng có chút kích động phát run, hỗn độn thụ đấy, gã cuối cùng cũng tìm được tung tích rồi. Dịp mặt có hỗn độn thụ, trên người hắn căn bản cũng không có khí tức hỗn độn nào, có thể thấy tên này nói hắn có hỗn độn thụ có thể bị trường thiên tiên tôn biết rồi, căn bản chính là cố ý báo cho trường thiên biết hơn nửa lục chính quần lúc này còn đoán trên người diệp mặt chẳng những có hỗn độn thụ thậm chí còn có thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian nữa hắn nếu như có thể lấy được truyền thừa của chân thánh đế không có vật đáng giá mới là chuyện lạ chân thánh đế có thế giới hỗn độn thì có gì là ngạc nhiên những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu lục chính quần còn không đợi gã quyết định liền nhìn thấy diệp mặt trực tiếp thuấn di biến mất vô tung vô tích trường thiên tiên tôn đang nghĩ làm sao có thể quan minh chính đại dẫn diệp mặt và lục chính quần đi được bây giờ diệp mặt chủ động rời khỏi rồi thật đúng với suy nghĩ của lão lão không chút do dự đuổi theo thậm chí đến toàn bộ sức lực cũng chưa lấy ra hết chính là muốn diệp mặt có thời gian chạy thoát lục chính quần thấy diệp mặt chạy trốn trường thiên tiên tôn lại đuổi theo làm gì còn có chút do dự nào lập tức cũng đuổi theo trường thiên tiên tôn ước gì lục chính quần đuổi theo lúc này lục chính quần giống như cũng nghe thấy lời của lão mà đuổi theo lão làm gì còn nói nửa lời gì nữa dịp mặt biết mình cho dù có dốc sức chạy cũng không thể nào thoát khỏi sự truy lùng của hai người này trên thực tế cho dù hắn có thể chạy thoát hắn cũng sẽ không chạy thoát lục chính quần và trường thiên tiên tôn muốn giết hắn hắn sao lại không muốn giết chết hai người này cơ chứ chạy thoát không phải chuyện quan trọng nhất chuyện quan trọng nhất chính là phải giết được lục chính quần đồng thời cũng phải giết chết được trường thiên tiên tôn kia muốn giết chết được trường thiên tiên tôn ngoài việc liên thủ với lục chính quần ra thì cũng không còn cách nào khác diệp mặt mặc dù tự phụ nhưng cũng biết bây giờ nếu như hắn đơn độc thì cũng không giết nổi một tiên tôn lục chính quần biết mình lúc này chỉ có thể đuổi theo thôi gã tuyệt đối không thể nào để diệp mặt rơi vào tay trường thiên tiên tôn cách duy nhất của gã chỉ có thể đi theo hai người này mượn cơ hội để tìm cách nhất thời diệp mặt đang chạy thoát trường thiên và lục chính quần đang đuổi theo không ngờ lại hình thành một thế cân bằng trường thiên tiên tôn đang nghe truyện trên kênh tv audio cv có thể đuổi theo diệp mặt nhưng cũng không đuổi theo còn diệp mặt cũng không muốn bỏ lại lục chính quần quá xa cùng với diệp mặt dần dần tăng tốc ba người không ngờ rời khỏi phong vương tiên thành càng lúc càng xa nếu như diệp mặt chạy về hướng tiên thành hoặc là hướng có nhiều người trường thiên tiên tôn nói không chừng sớm đã động thủ rồi nhưng diệp mặt càng chạy càng xa thậm chí cũng gần đến phương hướng biên giới thiên vực của ma di thiên rồi trường thiên tiên tôn theo quán tính liền gác suy nghĩ động thủ của mình sang một bên quyết định ở nơi biên giới không có người này một mình giết chết diệp mặt và lục chính quần suy nghĩ này của trường thiên tiên tôn cũng đã suy lâu tính kỹ rồi nếu như trên người diệp mặt có hỗn độn thụ thật thì khí tức hỗn độn này ở nơi dân cư thưa thất tiếp thu lại càng tốt trong nháy mắt liền gần đến biên giới thiên vực của ma di thiên rồi trường thiên tiên tôn biết trong này là nơi tốt nhất để động thủ lão đang định tăng tốc ngăn diệp mặt lại giết chết trước sau đó đợi lục chính quần đến gần rồi cùng giải quyết nhưng chính vào lúc này lão không ngờ lại phát hiện tốc độ của diệp mặt đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm trường thiên tiên tôn thậm chí còn kích động hơn việc nghe thấy diệp mặt có hỗn độn thụ hỗn độn thụ dù sao cũng là tự diệp mặt nói không được trải qua xác minh thật giả còn có hay không thì lão cũng phải sau khi bắt được diệp mặt mới biết được ai mà biết có phải là cách mà diệp mặt vì chạy thoát mà nghĩ ra hay không nhưng pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này thì lại thật sự xuất hiện trước mặt lão Thứ này đừng nói là một tiên tôn như lão, cho dù là tiên đế cũng cực kỳ muốn. Nhưng nhanh chóng lão lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, dịp mặt sau khi đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này trường thiên tiên tôn cũng không kịp thả dây dài kéo cá lớn nữa, thúc dục pháp bảo phi hành cực phẩm dưới chân mình, với tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía dịp mặt, lục chính quần sau lưng lão cũng không thèm để ý đến nữa lão sợ một khi diệp mặt xông vào trong hư không rồi bản thân mình quả thật sẽ mất đi pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này sau mấy ngày quan sát diệp mặt khẳng định tốc độ của tên lục chính quần kia cũng sẽ không thua kém gì trường thiên tiên tôn quả nhiên diệp mặt lại phát hiện sau khi hắn phóng ra thời không toa tốc độ của trường thiên tiên tôn lập tức tăng nhanh còn lục chính quần cũng lập tức đổi một pháp bảo phi hành khác đồng thời tăng tốc độ của mình Pháp bảo mà lục chính quần đổi cũng còn nhanh hơn của mình, trường thiên tiên tôn đương nhiên biết, lúc này lão cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặt Nưa. Nếu như trên người Diệp Mặt không có hỗn độn thụ, lục chính quần tuyệt đối không thể một mạch chạy đuổi theo, thậm chí còn tăng tốc độ lên tối đa. Biết rõ trên người Diệp Mặt có nhiều bí mật, trường thiên tiên tôn ngược lại cũng tỉnh táo lại. Còn chuyện Diệp Mặt có thể chạy đến hư không hay không, thì cũng là thứ yếu cái chính là lão phải giết chết hai người diệp mặt và lục chính quần. Lần này diệp mặt đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày sau, diệp mặt đã nhìn thấy biên giới thiên vực của ma di thiên rồi. Thấy diệp mặt thuần thục tìm được nơi yếu nhất của hư không loạn lưu biên giới thiên vực mà xông vào, trường thiên tiên tôn ngược lại cũng thở vào. Lão tin rằng trình độ thuần thục như này của Diệp Mặc tuyệt đối là lão luyện trường kỳ trong hư không rồi hắn sở dĩ đi vào hư không chắc hẳn là muốn lợi dụng trong hư không chạy thoát sự truy đuổi của mình khi diệp mặt lao qua biên giới thiên vực tiến vào trong hư không cũng chỉ trong mấy giây trường thiên tiên tôn và lục chính quần cũng lần lượt tiến vào trong hư không diệp mặt chạy trốn trường thiên tiên tôn đuổi theo lục chính quần đuổi theo mặc dù khoảng cách với diệp mặt càng lúc càng gần nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào đuổi kịp diệp mặt được ngày thứ ba diệp mặt hình như cảm thấy mình cho dù có chạy nữa cũng không chạy thoát hắn quyết định dừng lại trường thiên tiên tôn đuổi theo vốn dĩ cũng có chút sốt ruột rồi cho dù diệp mặt điều khiển thần khí hạ phẩm nhưng tu vi của diệp mặt mới là tiên vương lão quả thực cũng nghĩ không thông tại sao một tiên tôn như mình lại không đuổi kịp hắn sự chênh lệch giữa tiên vương sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ đâu chỉ là trên tu vi bây giờ thấy diệp mặt dừng lại lão đâu còn do dự thêm nữa, ngay lập tức lão cũng đã niêm phong đường đi của dịp mặt. Cùng lúc đó, lục chính quần cũng đã đến gần. Trường thiên đại nhân, vãn bối ngăn chặn đường thoát của người này, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát nữa. Hắn có một thần khí hạ phẩm, một khi để người này chạy thoát, quả thực khó có thể đuổi theo được hắn. Thanh thất tinh kiếm này của vãn bối mặc dù không so sánh được với thần khí hạ phẩm của người này, nhưng cũng có thể trên gấm theo thêm hoa, đợi sau khi trường thiên đại nhân xử lý thằng chó này rồi, thì xin tặng thanh kiếm này cảm ơn đại nhân. Lục chính quần hình như biết lúc trước cả muốn dùng thanh kiếm này giết chết dịp mặt, cơ hội tặng thanh kiếm này cho trường thiên tiên tôn cũng không còn nữa. Quyết định nói sớm chuyện này ra. Bất luận trường thiên tiên tôn có tin hay không, ít nhất cũng khiến trường thiên tiên tôn biết mình cung kính với lão gã làm sao không biết trường thiên tiên tôn đang nghi ngờ gã, vì tốc độ của gã trước chậm sau nhanh cũng không bình thường, nhưng cho dù là nghi ngờ, lục chính quần cũng nhất định cũng phải khiến trường thiên tiên tôn coi thường gã. Diệp mặt căn bản cũng không đợi trường thiên tiên tôn nói gì, tử đao trong tay cũng đã mang theo đường đao phóng ra, đây là đao chiêu bán thần thông của hắn, Thái Hồng. Diệp mặt lần này cũng không dùng hết sức, mà chỉ dùng 8 phần sức lực hắn tin rằng lục chính quần chắc chắn mượn cớ tấn công trường thiên tiên tôn nếu như cơ hội này lục chính quần không nắm được không tấn công trường thiên tiên tôn thì cái danh quân tử tiên vương mà gã xưng này cũng không ra gì rồi cho nên khi diệp mặt đột nhiên ra tay căn bản cũng không cần chào hỏi gì với lục chính quần lục chính quần dám đuổi theo hắn đến hư không diệp mặt cũng không dám nói mình phải giết chết lục chính quần nữa con người lục chính quần này chắc chắn phải có bí mật trong người nếu như gã không có bí mật. Với chỉ số thông minh của lục chính quần có thể không đoán được trường thiên tiên tôn sau khi biết hỗn độn thụ, giết diệt mặt hắn, thì người đầu tiên muốn giết diệt khẩu chính là lục chính quần gã sao. Chính vì diệt mặt cũng đã có chút kiên kỵ với tên lục chính quần này rồi, lúc này mới sử dụng bán thần thông duy nhất Thái Hồng, thậm chí ngay cả sức lực cũng bảo lưu lại hai phần. Lục chính quần thấy chiêu Thái Hồng này của diệt mặt, lập tức liền hiểu ra, Diệp mặt lúc trước trong phong vị tháp quả nhiên giấu sức mạnh của mình. Hơn nữa cũng không phải là giấu một hai điểm, thậm chí trong phong vị tháp hắn chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nhưng lục chính quần biết rõ, cho dù diệp mặt lúc này có ra tay toàn lực, thi triển ra sức mạnh cao gấp đôi so với trong phong vị tháp, muốn đối phó với tên trường thiên tiên tôn này cũng không được, còn kém quá xa. Lúc này diệp mặt ra tay, lục chính quần đồng thời cũng phóng ra thất tinh kiếm, thất tinh kiếm mang theo một đường kiếm màu hồng đánh về phía diệp mặt. Diệp mặt cũng không quản không hỏi với thất tinh kiếm này của lục chính quần, hắn đương nhiên nhìn ra, chiêu này của lục chính quần nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa sức mạnh trong phong vị tháp. Có thể thấy, lục chính quần nhất định sẽ lén lút đối phó với trường thiên tiên tôn kia. Đối với diệp mặt mà nói, bây giờ ba người cũng đã nằm trong trạng thái cân bằng rồi, làm thế nào để mình lấy được lợi ích nhiều nhất mới là chuyện quan trọng thấy lục chính quần ra tay với diệp mặt, trường thiên tiên tôn ngược lại cũng có chút kinh ngạc, lão cho rằng lục chính quần sẽ đứng ngoài nhìn. Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thái hồng của diệp mặt cũng đã bổ tới rồi. Đao quang màu tím bay múa kính trời xen lẫn với đường đao màu hồng tím cuốn đến, mặc dù chiêu này của diệp mặt cũng không sử dụng liệt ngân, nhưng liệt ngân không ngờ lại phóng ra theo khi mà đao này bổ ra, trong hư không hình thành một vết nứt hư không nhàn nhạt. Sát thế hư không xung quanh bị đau này của diệp mặt hoàn toàn kéo đi, lần lượt cuốn vào trong vết nước đó. Trường thiên tiên tôn trong lòng kinh hải, sát thế cường đại của diệp mặt này vượt xa những tiên vương bình thường rồi, còn thất tinh kiếm mà lục chính quần phóng ra mặc dù lợi hại hơn tiên vương bình thường, nhưng so với diệp mặt thì cũng chưa đáng kể. Nói cách khác nếu như không phải lão đến nơi này, cho dù là lục chính quần gặp phải tông chủ của mặt nguyệt tiên tông này, cũng không phải là đối thủ. Suy nghĩ này của trường thiên tiên tôn cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, một lát sau, lão đã phóng ra một đại ấn cực lớn. Đại ấn này toàn thân đen kịt, vừa mới phóng ra, liền trực tiếp huyển hóa thành một đại ấn khổng lồ chu vi gần mấy chục dặm đập lên đỉnh đầu dịp mặt. Hư không xung quanh dịp mặt trong nháy mắt liền bị lĩnh vực của trường thiên tiên tôn hoàn toàn khống chế được, cho dù tốc độ dịp mặt phóng tử đao ra cũng trở nên chậm đi rất nhiều. ầm uhm đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng lên tử đao cầu vồng đầy trời của tử đao trong nháy mắt liền biến mất sát cơ hư không vừa nãy còn được đường cầu vồng mà diệp mặt phóng ra mang theo sau tiếng nổ ầm này cũng hoàn toàn tàn lụi giống như lá khô biến mất tâm mất dạng còn diệp mặt bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực cũng đã lộ vẻ kinh hãi rõ ràng nếu như trong một tích tắc diệp mặt không thoát khỏi sự trói buộc lĩnh vực này hắn cho dù không chết cũng toàn thân nát bét đừng nói là một tiên vương cho dù là một tiên tôn cũng không thể nào chịu đựng nổi một đại ấn lớn như vậy được trường thiên tiên tôn cười khẩy một tiếng đồng thời thúc giục đại ấn cũng đã hóa thành một tiên nguyên đại thủ lão muốn thu lại cả người lẫn thi thể của diệp mặt đợi lát nữa tìm một chỗ nào đó chậm rãi nghiên cứu nhưng tiên nguyên đại thủ của lão vừa mới huyển hóa ra thì sắc mặt liền đại biến không đợi lão thu lại thần thức tiên nguyên của mình một đường ánh sáng trắng mang theo bảy tinh quang cũng đã như giải lụa bổ về phía trường thiên tiên tôn. Lục chính quần, anh dám ra tay với bổn tọa sao? Trường thiên tiên tôn vừa kinh vừa sợ, lão vốn dĩ cũng có chút đề phòng lục chính quần. Nhưng khi lục chính quần phóng ra thất tinh kiếm đối phó với dịp mặt, lão cũng biết mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng bây giờ lục chính quần không ngờ lại dám ra tay với lão, hơn nửa lần nãy lại thi triển thất tinh kiếm chỉ có điều lần này khi thất tinh kiếm phóng ra cũng không phải là một đường kiếm trắng đơn giản như vậy mà hình thành bảy đường tinh quang bảy đường tinh quang này cũng không phải tinh quang bình thường thậm chí còn mang theo trận pháp đạo vận trong đó có thể thấy lúc trước lần đầu tiên lục chính quần thi triển thất tinh kiếm chính là hàng nhái còn thất tinh kiếm thi triển lần này ra mới chính là thất tinh kiếm thực sự cho dù là vậy trường thiên tiên tôn cũng không thèm để ý cái mà lão kinh sợ chính là lục chính quần không ngờ lại dám động thủ với lão thật đúng là ăn tim gấu mật báo rồi trường thiên tiên tôn căn bản đến đại ấn khổng lồ kia cũng lười chẳng thèm thu lại lĩnh vực tiên tôn trực tiếp cuốn đến thất tinh kiếm của lục chính quần đồng thời một chiếc búa cực lớn màu đỏ phóng về hướng lục chính quần nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt trường thiên tiên tôn lại đại biến lão cảm thấy lĩnh vực tiên tôn của mình không ngờ trong nháy mắt lại tan vỡ thất tinh kiếm của lục chính quần chẳng những không bị trói buộc, ngược lại lại với tốc độ nhanh hơn mang theo bảy đường tinh quang kiếm mang đao trận. Lĩnh vực tiên tôn Trường thiên tiên tôn chỉ sợ hãi kêu ra mấy chữ này, cũng không kịp đối phó với dịp mặt nữa, đại ấn khổng lồ liền muốn thu lại, toàn lực đối phó với lục chính quần. Cho dù đến lúc cuối cùng trường thiên tiên tôn không kịp đối phó với dịp mặt, dịp mặt vẫn đang bị đại ấn khổng lồ này quét trúng, giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, phun mấy ngụm máu tươi trên không trung. Cùng lúc đó, có mấy tiếng bắn xuyên máu thịt liên tiếp vang lên. Phục phục. Bảy đường máu tươi phun ra, trường thiên tiên tôn không ngờ đang bị lục chính quần đánh lén, lại bị bảy đường tinh quang kiếm mang xuyên tim. Lục chính quần, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trường thiên tiên tôn tức giận gầm lên một tiếng, căn bản cũng không lo dịp mặt bị bay ra ngoài, đại ấn cực lớn lại lần nữa hóa thành đại ấn chu vi mấy chục dặm hạ xuống, lĩnh vực tiên tôn điên cuồng cuốn lên. Những tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng trong không trung, trường thiên tiên tôn toàn thân be bét máu, giống như một con trâu được bị chọc giận, không chút để ý đến vết thương của mình. Lục chính quần căng thẳng nhìn về phía diệp mặt, phát hiện diệp mặt cũng không tận dụng cơ hội mà chạy trốn, mà lại ngồi trên pháp bảo phi hành trị thương, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Diệp Mặc đương nhiên cũng không chạy trốn, hắn đã nhìn ra, vừa nãy lĩnh vực đáng sợ mà lục chính quần phát ra căn bản không phải là của bản thân gã. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm sợ hãi, nếu như lục chính quần khi đánh nhau với mình, đột nhiên phát ra lĩnh vực đáng sợ như này, hắn nói không chừng cũng sẽ bị hại trong phút chốc. Mặc dù trường thiên tiên tôn đã bị trọng thương, nhưng lần toàn lực ra tay lúc này của y hiển nhiên là không giết được lục chính quần thì sẽ không bỏ qua đại ấn từ phạm vi mấy chục dặm đánh về phía lục chính quần. Thất tinh kiếm của lục chính quần cũng mang theo bảy đạo tinh Ngân đánh ra. Mặc dù đại ấn cùng với hào quang của tinh ngân chưa đụng vào nhau, nhưng lực lượng ba động cường đại của tiên nguyên đã giống như biển lớn bên mông cùng cuộn dân trào lên. Đại ấn của trường thiên tiên tôn đã che phủ hoàn toàn không gian xung quanh khiến cho lục chính quần căn bản là không có nơi nào để tránh né điều duy nhất có thể làm chính là dùng tiên nguyên cùng thần thức đối kháng với trường thiên tiên tôn một lần. Diệp mặt một bên chữa thương, nhưng thực tế thì hắn cũng không bị thương tổn bao nhiêu, cho nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng cuộc chiến của hai người. Lục chính quần không phải là một mình chiến đấu, dường như trên người y còn có một cái nguyên thần thể, và thần thức của cái nguyên thần thể kia vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể mở rộng thần thức vực ra ngăn cản lĩnh vực của trường thiên tiên tôn chính vì lĩnh vực của trường thiên tiên tôn không có chút ảnh hưởng nào tới lục chính quần lại thêm việc trường thiên tiên tôn đã bị trọng thương cho nên lục chính quần mới có thể miễn cưỡng ứng phó được với trường thiên tiên tôn thất tinh kiếm mang theo bảy đạo tinh quang sáng chói dưới sự che phủ của đại ấn thậm chí còn trở thành một đạo tinh quang nổi bật giữa hư không mờ mịt rầm rầm thanh âm mang theo tiếng vỡ răng rắc vang lên liên miên bất tuyệt trong hư không Kiếm quang của thất tinh kiếm cùng đại ấn va chạm vào nhau khiến từng đạo sóng không gian tràn ra tứ phía, va chạm trong hư không mang theo từng đợt thanh âm như xuyên kim liệt thạch phá sắc nát đá. Sau khi luồng kiếm quang của đợt thất tinh kiếm thứ nhất va chạm với đại ấn, thì ấn kia lập tức chậm chạp lại, thậm chí còn co lại rất nhiều. Sắc mặt lục chính quần lúc này cũng tái nhợt đi. Y không đợi cho luồng kiếm quang thứ nhất tiêu tán thì thất tinh kiếm đã lại một lần nữa phóng ra mang theo bảy đạo tinh ngân. Bảy đạo tinh ngân này dường như không hề có khoảng cách gì mà trực tiếp đánh thẳng vào người của trường thiên tiên tôn. Rầm rầm. Từng đợt tiếng động dày đặc vang lên, mà tiên nguyên từ bốn phía cũng bị luồng tinh quang thất tinh kiếm của lục chính quần kích phát cuốn lại, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ trong hư không. Khi lần thứ ba phóng ra bảy đạo kiếm ảnh, thì thất tinh kiếm của lục chính quần rốt cuộc cũng chậm lại cùng lúc đó thì lục chính quần cũng liên tiếp phun ra mấy nguồn máu. Trường Thiên Tiên Tôn lúc này sao có thể không biết rằng trước đó lục chính quần cũng ẩn nấp thực lực chứ. Y lại lần nữa phải kêu lên một tiếng đau đớn, lấy ra thanh cự phủ màu đỏ. Trong lòng dịp mặt âm thầm khiếp sợ. Hắn không thể ngờ được lục chính quần lại lợi hại như vậy. Cho dù là y có một nguyên thần thể cấp bậc phi thường cao trợ giúp, nhưng thực lực của lục chính quần rất mạnh mẽ. Diệp mặt đương nhiên không biết rằng lúc này lục chính quần đã có chỗ khổ khó nói rồi y hiện tại không đơn giản là nhờ nguyên thần thể kia giúp ngăn chặn lĩnh vực tiên tôn mà ngay cả là thất tinh kiếm cũng phải ngờ nguyên thần thể kia trợ giúp khống chế để đối phó với trường thiên tiên tôn điều này hoàn toàn khác với những gì mà lục chính quần đã làm trước đây vì tuy là nguyên thần thể kia trước đây nằm dưới sự khống chế của y mà y bình thường cũng rất tôn kính đối với cái nguyên thần thể kia nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc đem thần thức của mình mở rộng hoàn toàn cho đối phương vì như vậy thì một khi đối phương cắn trả y chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt đáng tiếc là lúc này y đâm lao thì phải theo lao thôi vì trước đó một đòn ám toán của y đã không thể đánh nát được đan điền của trường thiên tiên tôn điều này làm cho lục chính quần cực kỳ kinh dị vì dựa theo mưu tính của y thì một chiêu ám toán đó gần như đã tin chắc là có thể nghiền nát được đan điền của trường thiên tiên tôn rồi. Thực tế thì y chỉ có thể ám toán thành công đúng như dự tính khiến cho sức chiến đấu của trường thiên tiên tôn chỉ còn lại non nữa, nhưng khoảng cách tới mức khiến cho đan điền của đối phương bị nghiền nát thì còn xa lắm. Bởi vì một khi đan điền bị phá, thì cho dù là trường thiên tiên tôn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu được. Cũng may là nguyên thần thể kia cũng không muốn cắn trả thức hải của y, mà vẫn toàn tâm toàn ý trợ giúp y ngăn trở thế công của tên trường thiên tiên tôn kia. Mặc dù lục chính quần cùng nguyên thần thể kia liên hợp thần thức lại, khiến cho lục chính quần miễn cưỡng có thể kháng trụ lại đối phương, nhưng tiên nguyên của y so với đối phương thì lại kém quá nhiều. Cho nên y chỉ có thể không ngừng dùng tinh quan kiếm mang của thất tinh kiếm, giảm bớt áp lực khi tiêu hao tiên nguyên. Cho dù là như vậy, thì y vẫn khó có thể ngăn được áp lực từ tiên nguyên hùng hậu của trường thiên tiên tôn, không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảm giác được tiên nguyên của mình đang yếu ớt dần, ngay cả thức hải cũng mệt mỏi, dần ghìa đã không còn nắm chắc được thất tinh kiếm trong tay nữa. Trong lòng lục chính quần lúc này đã vô cùng âm trầm rồi. Đã tới lúc này, thì trận diện đã hoàn toàn thoát ly khỏi khả năng khống chế của y rồi. Diệp mặt đang ở một bên chữa thương, cho nên y càng không trông cậy vào việc dịp mặt sẽ tới giúp y chút nào. Mà lúc này cự phủ của trường thiên tiên tôn đã biến thành một đạo phủ ảnh như muốn xé rách hư không. Nếu như y không nghĩ biện pháp, thì cho dù là chặn lại được cái đại ấn kia, thì cự phủ này cũng sẽ chẻ y ra thành hai khúc mất. Tiên tôn quả nhiên không phải là tiên vương có thể so sánh được. Lục chính quần lúc này hiểu rõ, nếu như không phải là có nguyên thần thể kia hỗ trợ, thì y đã sớm bị giết rồi. Lục chính quần lúc này buộc phải quyết định, liên tiếp thiêu đốt tinh huyết cùng tiên nguyên, thậm chí cả thần thức cũng bắt đầu bốc cháy lên. Mà ngay cả phần thần thức không thuộc về y, thì y cũng bắt đầu đem nó thiêu đốt đến rừng rực lên. Trong nháy mắt, thất tinh kiếm càng thêm chói sáng lên. Lúc này thất tinh kiếm vốn hóa thành bảy đạo tinh quang kiếm mang thì lúc này đã trở thành lưu tinh kiếm quang mà bảy đạo lưu tinh kiếm quan này lại tiếp tục phân liệt ra thêm lần nữa, cứ một đạo lại hóa thành bảy đạo, phân thành 49 đạo lưu tinh kiếm quan rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cứ mỗi đọa lại hóa thành bảy đạo lưu tinh kiếm quan nữa. Chỉ trong chớp mắt, thì mấy trăm đọa lưu tinh kiếm quan đã được lục chính quần biến ảo ra, đồng thời đánh thẳng về phía trường thiên tiên tôn. Tại trong hư không này, nó giống như là một đạo pháo hoa đột nhiên nở rộ. Mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang giống như là đột nhiên xuất hiện từ trong hư không lao xuống, nhanh chóng đụng vào đại ấn của trường Thiên Tiên Tôn. ầm! Đại ấn to lớn kia rốt cục đã không còn ngăn chặn được đạo lưu tinh kiếm mang này của lục chính quần, bị nện bay thẳng ra ngoài. Nhưng đạo lưu tinh kiếm quang kia lại không yếu ớt đi chút nào, vẫn mang theo khí thế che trời phủ đất đánh thẳng vào cự phủ kia. Cự phủ màu đỏ tuy rằng lợi hại nhưng không phải là được trường thiên tiên tôn đánh ra với toàn bộ thực lực cho nên dưới lưu tinh đầy trời kia liền trở nên ảm đạm đi rất nhiều mấy trăm đạo kiếm quan lúc này cũng đã bị chặn lại hơn nữa những đạo kiếm quan còn lại kia dù đã bị suy yếu đi nhiều nhưng vẫn lần nữa lao xuống xé rách thân thể của trường thiên tiên tôn từng trận cảm giác suy yếu truyền tới dù trường thiên tiên tôn biết rõ lục chính quần hiện tại cũng đã lâm vào tình trạng hư nhược cực độ nhưng y cũng không dám tiếp tục lưu lại chỗ này lục chính quần không có gì nhưng cái nguyên thần thể ở bên cạnh y quá mức đáng sợ nếu ở lại chỗ này thì mình cũng không cần phải đi nữa trường thiên tiên tôn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều lập tức xoay người mang theo một đạo độn quan biến mất trước mắt lục chính quần trường thiên tiên tôn muốn bỏ chạy nhưng lục chính quần lại không có biện pháp nào cả chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn đối phương thôi dịp mặt thấy trường thiên tiên tôn muốn chạy trốn hơn nữa còn chạy về hướng này thì sao có thể không biết là y muốn trước khi rời đi thì bắt theo cả mình cho nên hắn đột nhiên đứng lên đồng thời đánh ra một quyền quyền đạo thần thông hư không trường thiên tiên tôn bị lục chính quần đánh cho trọng thương đến lúc này muốn bắt một tên tiên vương nho nhỏ như dịp mặt thì tên tiên vương sơ kỳ này còn dám phản kháng khiến trong lòng y càng tức giận vô cùng lúc này đây y xem như là đã bị lật thuyền trong mương rồi lại còn bị lục chính quần tính kế nữa chứ y đã từng thấy dịp mặt động thủ rồi và một đao kia cũng rất khá nhưng cho dù là một quyền này lợi hại ngang với một đao kia thì làm gì được y nào trường thiên y dù là đang bị trọng thương nhưng cũng không thèm để một tên tiên vương sơ kỳ nho nhỏ vào trong mắt y cũng không thèm nghĩ ngợi gì lập tức mở rộng lĩnh vực tiên tôn vương tiên nguyên thủ ra nắm lấy một quyền kia của diệp mặt ầm ầm một âm thanh trầm đục phát ra sóng gió trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên tại thời khắc này dường như có sát thế vô tận trong hư không đều tụ tập lại đảo mắt đã biến thành một cái lốc xoáy sát thế cái lốc xoáy này càng lúc càng lớn sát thế càng lúc càng cường hãn hơn rắc rắc trường thiên tiên tôn vốn đã ở vào trạng thái hư nhược, lúc này mới phát hiện ra rằng lĩnh vực tiên tôn của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Y khiếp sợ phát hiện ra lĩnh vực tiên vương của đối phương không ngờ lại không kém hơn so với lĩnh vực tiên tôn của Y khi đang bị suy yếu bao nhiêu, mà hơn nữa Y còn phát hiện ra đối phương không ngờ lại có cả lĩnh vực thần thức nữa. Nhưng những điều này vẫn không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là một quyền này của đối phương tạo thành một lốc xoáy sát thế, mang theo khí tức hủy diệt thật sự đáng sợ. Giống như là bất kỳ vật gì ở trong hư không này, chỉ cần bị cuốn vào trong cái lốc xoáy kia, thì đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. So với một đao thái hồng lúc trước, thì uy lực của một quyền này đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần. Thực tế thì một quyền hư không này của Diệp Mặc không chỉ cường đại hơn Thái Hồng một lần, mà hơn nữa một quyền của hắn lúc này cũng không hề có chút suy nghĩ giữ lại thực lực nào cả đối mặt là một tiên tôn cho dù là một tiên tôn đang bị trọng thương thì việc giữ lại thực lực cũng chính là tìm chết huống chi một quyền hư không này của hắn mới thực sự là thần thông còn là thần thông có chứa một tia không gian pháp tắc một chiêu thái hồng kia của hắn thì nhiều nhất chỉ có thể xem là bán thần thông mà thôi giỏi cho tên tiểu tử gian xảo không ngờ mày còn ẩn nấp thực lực. Trường Thiên Tiên Tôn lại lần nữa vừa kinh vừa sợ. Lần đầu tiên bị lục chính quần tính kế, lần này lại tiếp tục bị dịp mặt tính kế một lần nữa. Đáng sợ hơn là, cả hai tên gian xảo này thực lực đều cường hãng nhất trong các tiên vương cao cấp, cho dù là tên tông chủ của mặt nguyệt tiên tông kia, đoán chừng là so với tiên vương đỉnh cũng không kém bao nhiêu rồi. Nếu như lục chính quần kia không có nguyên thần thể hỗ trợ, thì chắc cũng không phải là đối thủ của tên này nếu như sớm biết diệp mặt lợi hại như vậy thì trường thiên tiên tôn cho dù muốn cướp lấy thứ trên người diệp mặt cũng sẽ không tới lấy vào lúc này mà cho dù vừa rồi muốn chạy trốn thì cũng sẽ lựa chọn một phương hướng cách xa cái tên diệp mặt này để mà chạy trốn thực tế thì y biết rõ đánh nhau từ đầu đến giờ thì tên tiên vương bị thương đầu tiên này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất rồi nhưng y không ngờ rằng mình lại lựa chọn đúng kẻ có thực lực mạnh nhất để mà động thủ cho dù là kinh sợ thì trường thiên tiên tôn lúc này vẫn biết rằng mình cần phải chống đỡ lại một quyền này chỉ là giờ phút này dù y có toàn lực ra tay cũng đã không kịp ngăn trở lại một quyền này của dịp mặt rồi ầm uhm. một tiếng nổ vang lên cánh tay của trường thiên tiên tôn trực tiếp bị một quyền này của dịp mặt hóa thành hư vô chỉ sau một khắc thì thân thể của trường thiên tiên tôn cũng bị một quyền này khiến cho tan nát, máu thịt văng ra tứ phía trong hư không. Hận chết ta rồi. Trường thiên tiên tôn học ra bốn chữ cuối cùng, sau đó ngay cả nguyên thần cũng bị một quyền của diệp mặt đánh tan. Giết trường thiên tiên tôn xong, diệp mặt mới không chút hoang mang thu hồi chiếc nhẫn của trường thiên tiên tôn. Nín một hơi chạy cả buổi, cuối cùng thu được chút lợi tức. Lục chính quần không hề đào tẩu, cũng không hề rời đi, chỉ uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn chầm chầm dịp mặt. Trường thiên tiên tôn giống như là để cho dịp mặt giết, hơn nữa tốc độ dịp mặt giết cũng mau, chờ khi gã kịp phản ứng lại sự gian xảo vô cùng của dịp mặt, trường thiên tiên tôn đã bị dịp mặt giết chết. Xem ra cái danh quân tử tiên vương này của ta phải tặng cho ngươi mới phải, ngươi mới thật sự là quân tử. Lục chính quần trong thấy dịp mặt tới, nói một câu mỉa mai. Diệp mặt cười lạnh một tiếng nói. Lục chính quần, cái danh quân tử tiên vương này của ngươi ta không dám đoạt đi đâu. Ta chỉ gian xảo đối với kẻ địch, ta đối xử với bạn bè lại khác biệt rất lớn với cách ngươi đối xử với bạn bè. Mà ngươi, chỉ sợ là bất kể đối với bạn bè và kẻ thù đều thật là rất quân tử phải không? Lạc Tông Chủ, ngươi nên biết nếu muốn giết ta cũng không có khả năng, hôm nay coi như lục chính quần ta nhận thua, mọi người cứ vậy thôi về sau đường ngươi ngươi đi đường ta ta đi lục chính quần chậm rãi nói trên người không có chút sát cơ nào diệp mặt bỗng nhiên vỗ tay một cái nói được cứ quyết định vậy đi ki en cùng lúc khi thanh âm của diệp mặt rơi xuống tử đao của hắn cũng đã va chạm với thất tinh kiếm của lục chính quần hiển nhiên diệp mặt và lục chính quần đều nghĩ đến khi cả hai cùng đi sẽ đánh lén đối phương trong nháy mắt hai người vì ra tay tốc độ nhanh, đều không thi triển thần thông. Kết quả khi đao kiếm đụng vào nhau, đã khơi dậy một gợn sóng tiên nguyên trong hư không, bóng đao và ánh kiếm bốn bề. Xem ra, cái danh xưng quân tử này quả nhiên xứng với ngươi. Đánh lén không thành, lục chính quần lại nói một câu mỉa mai. Ta vốn chẳng cần cái danh xưng quân tử tiên vương của ngươi. Diệp mặt nói xong, tử đao phóng ra một chiêu thần thông này lục chính quần đã từng được chứng kiến, Thái Hồng. Nhưng điểm không giống như khi đối phó với trường thiên tiên tôn là, một chiêu này Diệp mặt đã dốc toàn lực ra tay, mà khi đối phó với trường thiên tiên tôn, hắn lại chỉ thi triển có 8 phần thực lực thôi. Lục chính quần mặc dù có một nguyên thần thể hỗ trợ, nhưng lúc này gã đã trọng thương, hơn nữa gã cũng không muốn nguyên thần thể kia chiếm cứ quyền chủ động trên thân thể của mình cho lắm trong thấy diệp mặc lại thi triển ra thái hồng thất tinh kiếm đồng thời được lục chính quần phóng ra còn lần này lục chính quần không phóng ra một thanh thất tinh kiếm mà là bảy thanh thất tinh kiếm diệp mặc lại không ngờ đến lúc này lục chính quần còn chừa lại đường rút bảy thanh thất tinh kiếm này chỉ có một là thật sáu thanh còn lại đều là đồ mô phỏng hừ ở phong vị tháp ngươi chỉ dùng bốn phần thực lực liều mạng một quyền với ta đối mặt một tiên tôn ngươi lại vẫn muốn ẩn giấu hai phần thực lực. Ngươi xác thực cần cái danh hiệu quân tử tiên vương này. Lục chính quần hừ lạnh một tiếng, bảy thanh thất tinh kiếm thật nhanh uống lượng bay ra, trong nháy mắt tạo thành một kiếm trận. Diệp mặt khinh thường nhìn cái kiếm trận này, trong lòng cũng cười lạnh, lại dám chơi kiếm trận trước mặt mình. Lúc này hắn căn bản ngay cả nghĩ cách phá trận cũng không cần, đối mặt với lục chính quần đã trọng thương nếu như hắn còn phải thông qua phá trận để giải quyết người này thì mình cũng là đồ bỏ rồi dịp mặt tay khẽ kéo một ngọn núi cực lớn trực tiếp từ đỉnh đầu lục chính quần rơi xuống ngọn núi này so với đại ấn trước kia được trường thiên tiên tôn phóng ra không nhỏ hơn chút nào ngọn núi này gợi cho lục chính quần cảm giác cực kỳ cổ quái giống như ngang qua hư không mà rơi xuống tới chính giữa không có bất kỳ quỷ tích nào lúc này nguyên thần bên người lục chính quần kia cũng nhịn không được nửa kinh hãi lên tiếng thần thông không gian phát tắc dính dáng đến hai chữ phát tắc lục chính quần không dám có chút lơi lỏng nào lúc này ngay cả kinh ngạc gã cũng không kịp nữa rồi thất tinh kiếm trận lập tức nên đón hắc thạch cân trong khi vội vàng gã chỉ có thể lại phóng ra một tiên khí phòng ngự bình thường muốn ngăn trở đạo thái hồng này của dịp mặt tiếng va chạm dày đặc vang lên tiên khí phòng ngự của lục chính quần ngay từ đầu đã bị thái hồng của dịp mặt chém thành mảnh vụn ánh đao thái hồng thu nhỏ lại hóa thành một dãy cầu vòng màu tím đánh tới hướng lục chính quần trong nháy mắt này lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra liền ngăn trở thái hồng của dịp mặt lục chính quần điên cùng lui về phía sau thái hồng của tử đao vẫn vẽ lên một vết máu thật dài trên ngực lục chính quần cùng lúc khi vết thương trước ngực lục chính quần mạnh mẽ phun ra máu tươi Thất tinh kiếm trận của gã bị hắc thạch cân vừa vặn đập trúng trận môn trong tiếng ken kép dòng vang không ngớt bảy thanh thất tinh kiếm trong thất tinh kiếm trận sáu thanh trong số đó đã nát vụn một thanh duy nhất lung la lung lay sắp sửa rơi xuống lại bị lục chính quần gượng ép thu hồi thanh thất tinh kiếm không bị đập nát này mới là thanh kiếm thật lục chính quần lúc này sao mà không biết cả căn bản không phải là đối thủ của diệp mặt Đừng nói hiện tại gã đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là thời điểm khi gã sung sức nhất muốn đánh thắng diệp mặt, vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ của nguyên thần thể. Lục chính quần thu hồi thất tinh kiếm cấp tốc lui về phía sau, gã muốn chạy. Nhưng lúc này diệp mặt há có thể để cho lục chính quần đào tẩu. Trong hư không một tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập lòe, giống như lôi sa hải dương, ánh chớp trong lôi sa hải dương này trong nháy mắt liền tụ lại, tạo thành một thanh lôi thương to chắc màu đen trong đó lại mang màu vàng kim từ hư không nghiêng nghiêng đâm xuống mà hư không chung quanh trong nháy mắt đã bị lôi thương này phong tỏa khai nỉ tiền bối xin hãy ra tay giúp đỡ bị khí thế của thanh lôi thương to lớn màu vàng này bao lấy lục chính quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng gã thật sự là nghĩ không ra đối phương chỉ là một tiên vương sơ kỳ bình thường sao lại nghịch thiên như thế Thất tinh kiếm trong tay gã đã phóng ra, gã cũng biết thất tinh kiếm này tuyệt đối ngăn không được loại lôi thương không chút không lui này. Thanh lôi thương từ trong hư không này đột nhiên xé không mà đến, thậm chí dùng toàn thân màu đen và lưỡi màu vàng kim làm nổi bật hư không có chút rét lạnh, gã muốn ngăn trở căn bản là không khả năng. "Đem thân thể của ngươi cho ta, nếu không ta cũng không ngăn được." Nguyên thần thể kia trầm giọng nói, lục chính quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng gã đâu biết rằng diệp mặc lại lợi hại đến mức này loại uy thế khi dốc toàn lực ra tay này đừng nói gã cho dù là tiên vương đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a cho dù là gã không đến trường thiên tiên tôn kia có thể giết đối phương được hay không còn chưa biết được lục chính quần gã luôn luôn mưu tính ám hại người khác nhưng lúc này đây lại chắc như đinh đóng cột là bị người ta mưu hại rồi bắt đầu từ khi tiến vào phong vị tháp từ đầu đến cuối gã đã bị kẻ thăng thiên lên từ tu chân giới mới mấy thập niên này mưu tính ám hại rồi nghĩ đến mình tài tình như thế lại bị một tu sĩ thăng thiên mới mấy chục năm đè bẹp lục chính quần trong lòng từng trận phiền muộn mắt thấy thất tinh kiếm sắp sửa va chạm vào lôi thương ngang trời mà đến kia lục chính quần biết rõ nếu như gã không ra quyết định gã sẽ chết mà ngay cả nguyên thần cũng chẳng còn Tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể thả tâm thần ra, để cho nguyên thần thể kia khống chế thức hải và thân thể của gã. Quỳnh Lôi thương không chết không lui trực tiếp bổ trúng thất tinh kiếm ngang trời bay ra ngăn trở, tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt thất tinh kiếm bay ra ngoài. Mà lôi thương chỉ hơi dịu xuống một chút, lại lần nữa đánh về phía lục chính quần. Thế đi của lôi thương thẳng tiếng không lùi, mang theo uy thế đáng sợ cuốn sạch toàn bộ hư không rơi xuống tạo nên hàng loạt gợn sóng rung động trong hư không, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoảng không chung quanh vào trong một phát này. Phốt Máu thịt văng tung tóe, nửa người lục chính quần bị lôi thương phá toát ra. Mà lôi thương lại trực tiếp xuyên qua thân thể của gã, lao vào trong hư không. Diệp mặt khóe mắt giật một cái, uy lực của lôi sa thần thông hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không chỉ xé rách nửa người đã lao vào hư không bị lôi thương hình thành từ lôi sa đâm trúng, cơ thể nhất định sẽ nổ tung, mà lục chính quần chỉ nổ tung có nửa người, thậm chí nói là bị rìa lôi thương quẹt trúng. Đây tuyệt đối không bình thường. Khai nỉ, lão chết dẫm này. Thanh âm vô cùng phẫn nộ của lục chính quần lại vang lên, dịp mặt kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Cái bóng này bất ngờ lại chính là nguyên thần của lục chính quần, nhưng nguyên thần này cũng không hoàn chỉnh hẳn là mới vừa rồi bị lôi thương của hắn đâm trúng nguyên thần bị hao tổn lục chính quần mất đi nửa người kia lại như không có chuyện gì xảy ra bắt lấy cái bóng hư ảo tống vào trong miệng tự ăn nguyên thần của mình dịp mặt chỉ sững sờ trong chốc lát liền đã hiểu thông suốt lục chính quần bị người khác đoạt xá cái bóng dáng nuốt chững gã này chắc hẳn là nguyên thần thể lúc trước ở trên người lục chính quần một kẻ có thể nuốt chửng nguyên thần, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vô ảnh có thể nuốt chửng nguyên thần, đó là thần thông thiên phú. Tên lục chính quần này đáng đời rơi vào loại báo ứng này, dịp mặt cười lạnh. Lúc này lục chính quần bị lôi thương xé rách nửa người kia trong nháy mắt liền khôi phục. Rất nhanh liền trở lại giống hệt như hình dạng ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là, nửa người sau này mới mọc ra kia không có quần áo nhóc con lục chính quần đã chết ân oán giữa các ngươi xóa bỏ bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng đừng ai nấy đi một thanh âm khàn khàn từ trong miệng lục chính quần truyền ra diệp mặt biết lục chính quần này thật sự là bị đoạt xá rồi xóa bỏ diệp mặt trong lòng cười lạnh tin tưởng kẻ đoạt xá lục chính quần này bằng lòng cùng hắn xóa bỏ vậy diệp mặt hắn còn không bằng tin tưởng lục chính quần là một quân tử chân chính nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Người này có thể tránh được lôi sa, khiến cho lôi thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí còn lợi dụng đòn công kích của lôi thương làm suy yếu thực lực của lục chính quần, liền biết rõ cơ mưu trù tính và thực lực của người này thâm hậu hơn so với hắn và lục chính quần. Diệp mặt căn bản là chẳng hề nói câu nào, hắt thạch cân phóng ra, đồng thời lại bổ ra một đao người này cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn lục chính quần nhiều lắm, lúc này hắn không thừa dịp người này còn đang suy yếu mà giết y, đợi lúc người này khôi phục nguyên khí rồi mới giết y sẽ trễ mất. Nguyên thần thể tên là khai nỉ này thấy dịp mặt lại vẫn công kích y, y cười lạnh một tiếng, cũng không hề kiên dè, đưa tay một quyền đánh về phía hắc thạch cân, đồng thời phóng ra một cây trường mâu màu máu. Trường mâu chém ra, trong hư không giống như mang theo một dòng sông dài màu đỏ như máu, mùi máu tươi nồng nặc, gần như khiến người ta buồn nôn. Nếu như lúc này lục chính quần còn sống, cả khẳng định có thể trông thấy khai nỉ tiền bối lúc trước vẫn luôn mặt mày hiền lành lúc này lại giống như một ma vương. Cầm trong tay huyết hà trường mâu, trong hư không cuốn lên sát khí màu đỏ như máu. Trong hư không tiếng sấm không dứt, mang theo từng dòng sông máu màu đỏ lao thẳng về phía tử đao của diệp mặt. Những con sông dài màu máu này đảo mắt đã kết nối lại với nhau, Giống như trời xanh cuốn ngược mà rơi xuống Bành Một tiếng trầm đục cực kỳ nặng nề vang lên Sông máu như trời xanh cuốn ngược kia lại bị tử đao của dịp mặt xé toạt ra Mà uy thế của sông máu thẳng tiếng không lùi Sau khi bị một đao này của dịp mặt xé rách Lại không tiếp tục khí thế cuốn sạch hư không trời xanh kia nữa Đây là thần thông gì? Khai nỉ kinh hải hét lớn một tiếng cho ngươi thử xem liệt ngân đao của bổn vương. Diệp mặt sau khi phá vỡ sông máu này, khí thế càng tăng lên, liệt ngân điên cuồng cuốn lên sát thế trong hư không, thậm chí như muốn xé mở hư không trực tiếp xẹt hướng về phía mi tâm của khai nỉ. Bành lại là một tiếng trầm đục vang lên, quả đấm của khai nỉ và hắc thạch cân của diệp mặt va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, quả đấm của khai nỉ đã giống như mai rùa vỡ ra, lập tức một tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ nắm đấm đều biến mất không còn dấu vết. Huyết sắc trường mâu mang theo sông máu vô tận sau khi bị dịp mặt bổ ra, tử đao của dịp mặt mang theo sát thế điên cùng còn đang không ngừng cuốn vào, khai nỉ liền biết, mình cũng không còn cách nào tiếp tục cương quyết đối kháng với đối phương. Không phải là y đánh không lại dịp mặt, mà là bởi vì y căn bản là chưa dung hợp nhục thể của mình. Khi thần thức của khai nỉ nhìn thấy rõ ràng ấn đường của mình dưới một đao kia của dịp mặt, đã chậm rãi có khe hở, y không muốn tiếp tục liều mạng với dịp mặt nữa. Một đao còn chưa chém xuống, ấn đường của y đã nứt ra rồi, một khi một đao kia chém xuống, y chắc chắn không còn đường sống. Trường mâu cuốn ngược lại, sông máu điên cùng tuôn về hướng tử đao của dịp mặt. Thế đi của tử đao lại không thấy chậm lại chút nào, không gian trong hư không bị tử đao hút lấy. Nếu như nói sông dài màu máu của khai nỉ mang đến giống như trời xanh cuốn ngược, thì tử đao của Diệp Mặc lại giống như cái miệng lớn vô tận, há miệng liền nuốt sông dài đỏ như máu cuốn ngược kia vào. Tử đao sau khi chém vào sông máu dễ như trở bàn tay, dòng sông máu kia trong nháy mắt tan ra tiêu tán hết sạch. Chỉ có điều là sau khi sông máu tiêu tan, khai nỉ kia lại biến mất không thấy đâu. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng ra, một hơi thở sau, Diệp Mặc đã bắt được một chút dao động tiên nguyên trong hư không. Khai nỉ cũng là nguyên thần đoạt xá, hơn nữa còn đoạt xá ngay trước mặt dịp mặt. Theo dịp mặt thấy thì khai nỉ có thể lợi dụng thân thể và tiên nguyên của lục chính quần, hơn nữa thần thức mạnh mẽ như thế, tuyệt đối sẽ không yếu hơn nghiêm cửu thiên. Nhưng phương thức đoạt xá của y và nghiêm cửu thiên không giống nhau mà thôi. Phương thức đoạt xá của nghiêm cửu thiên kia là muốn thông qua tu luyện của bản thân để từ từ vấn đạo thánh đế, loại đoạt xá này cũng không khác gì luân hồi trọng sinh là mấy mà kiểu đoạt xá của khai nỉ thậm chí ngay cả tiên nguyên của lục chính quần cũng có thể thi triển được nếu không phải vì y ứng phó sát chiêu của mình thì chính là y đã từng là thánh đế đương nhiên cũng có khả năng y vì ứng phó sát chiêu của mình xong lại trốn đến một chỗ từ từ một lần nữa tu luyện tiên nguyên cùng thần thức của mình người này biết hết thảy bí mật của lục chính quần khẳng định là biết rõ sự tồn tại của hỗn độn thụ bây giờ khai nỉ đang trong lúc suy yếu Diệp Mặt Há có thể buông tha. Hắn đã tìm được dao động tiên nguyên sau khi Khai Nỉ rời đi, lập tức liền đuổi theo. Khai Nỉ đúng là khá giống như Diệp Mặt nghĩ, y có thể lợi dụng tiên nguyên của lục chính quần, ngoại trừ chuyện nguyên thần của y mạnh mẽ ra thì còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa là y hiểu rất rõ về tiên nguyên và thức hải của lục chính quần. Được lục chính quần mang theo trên người, bất kỳ lúc nào y cũng đều đang nghiên cứu tiên nguyên và thức hải của lục chính quần. Khai Nỉ biết Diệp Mặt có một pháp bảo phi hành là thần khí hạ phẩm, nhưng y cũng không lo lắng, y tin là Diệp Mặt ngay cả mình rời đi lúc nào cũng đều bắt không được. Nhưng Khai Nỉ rất nhanh liền biết đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình thôi, sống không gian rất nhỏ khi y rời đi vậy mà không qua mắt nổi tiên vương sơ kỳ này, đối phương chẳng những đuổi theo, lại còn càng đuổi càng gần. Lúc này Khai Nỉ thực sự có chút lo lắng. Chỉ cần cho y thời gian một năm, y căn bản sẽ không cần sợ diệp mặt nữa nhưng diệp mặt ngay cả thời gian một phút đồng hồ cũng không cho y đuổi theo y sát nút bất kể y thi triển công pháp ẩn giấu gì bất kể y thi triển động thuật nào diệp mặt rất nhanh liền có thể tìm được chỗ y giấu chân thân sau đó đuổi đến y rất tiếc vì mình bây giờ không có độn phù gì đặc biệt cao cấp cả nếu có một lá độn phù y tin tưởng lập tức có thể thoát khỏi sự truy đuổi của diệp mặt hai người một chạy một đuổi càng đi càng xa trong hư không khai nỉ kinh nghiệm phong phú thần thức nguyên thần mạnh mẽ đang trong quá trình lẫn trốn còn có thể từ từ dung hợp nhục thể của mình mà thần khí hạ phẩm của dịp mặt tiến bộ vượt bậc phối hợp với thần thức vực của hắn theo sát khai nỉ một chút cũng không rớt lại khai nỉ rất buồn bực y căn bản là nghĩ không ra ở đâu ra một tiên vương hung mãnh như vậy thủ đoạn truy đuổi như thế này nếu như không có thần thức vực mạnh mẽ căn bản là không có khả năng. Thần thức vực mạnh mẽ, thì cần phải có công pháp thần thức mạnh mẽ. Mà công pháp thần thức mạnh mẽ, thông thường đều là một vài đại năng thời viễn cổ mới có thể thi triển được. Y không hiểu, dịp mặt chỉ là một tiên vương thì từ chỗ nào mà lấy được. Nếu như không phải là Y còn có một cây huyết sắc trường mâu, Y căn bản là chạy không thoát khỏi thần khí hạ phẩm của đối phương diệp mặt trong lòng cũng buồn bực hắn rõ ràng có thể đuổi theo khai nỉ nhưng đã một tháng trôi qua rồi chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ đang ở vị trí nào rồi mà khai nỉ hắn vẫn chưa đuổi tới được chủ yếu là thần khí hạ phẩm tốc độ ổn định muốn tăng tốc cũng rất khó khăn mà diệp mặt cũng không dám không dùng thần khí hạ phẩm nếu hắn không dùng căn bản là không cách nào duy trì khoảng cách với khai nỉ cũng may khai nỉ chỉ có thể đạp trên huyết sắc trường mâu mà phi hành trong hư không, mà hắn lại có thể bên trên thần khí thời không thoa phi hành trong hư không. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không muốn từ bỏ. Không giết khai nỉ, hậu hoạn không lường. Hắn dẫn trường thiên tiên tôn và lục chính quần vào hư không, trên thực tế sách lược của hắn cũng không hề sai lầm. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều có cái ngoài ý muốn lần này ngoài ý muốn chính là hắn không thể tưởng được lục chính quần còn có một nguyên thần thể đi theo. Nếu là nguyên thần thể thông thường thì cũng không đáng nói, nhưng nguyên thần thể này lại có thể trước sau vẫn luôn ngoài tầm truy sát của hắn. Lại hai tháng trôi qua, hoặc nhìn khoảng cách giữa dịp mặt và khai nỉ không có gần lại, nhưng cũng không có cách nhau xa hơn. Nếu như không phải là khai nỉ này không ngừng thay đổi lộ tuyến, không ngừng ẩn giấu thân hình, Diệp mặt thậm chí đã định kêu tiểu băng xâm ra hỗ trợ khống chế thời không thoa rồi. Khai nỉ mới đầu còn trong lòng phiền muộn, nhưng sau mấy tháng trôi qua, y ngược lại đã ổn định tâm thần. Thậm chí trong quá trình đang lẫn trốn đi, cũng bắt đầu dung hợp nhục thể và tiên nguyên của mình nhanh hơn. Y chỉ cần thỉnh thoảng thi triển động thuật một hai lần, lại thường xuyên đột nhiên thay đổi phương hướng, ngẫu nhiên lại tiến vào bên trong khe nứt hư không thì cũng không ngu đến nỗi bị đuổi giết đến nơi. Y không tin một thánh đế như mình còn bị một tiên vương bình thường đuổi kịp. Dù là chỉ có nguyên thần sống đến bây giờ, cũng vẫn là thánh đế. Nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến mình đường đường một thánh đế, bây giờ lại bị người ta đuổi cho như chó, trong lòng y lại có một loại phẫn nộ không rõ. Cho tới bây giờ chỉ có y khống chế sinh tử của người khác, từ khi nào mà sinh tử của y đến phiên kẻ khác tới nắm trong tay? bia phong vương đã chấm dứt phong vương bất kể tiên vương tu vi cao hay là tiên vương tu vi thấp đều đã giành được danh hiệu phong vương của mình trên quảng trường bia tiên vương ở ma di thiên lại lưu truyền ra chuyện thiên chủ việt hành thiên và một tiên tôn truy sát một tiên vương nghe nói ba người này đều đuổi nhau tới hư không kết quả toàn bộ ba người mất tích trong hư không ba người mất tích vốn không phải là chuyện mới mẻ gì nhưng trong số những người mất tích có một tiên tôn thì không đơn giản một tiên tôn đuổi giết một tiên vương, ngược lại còn mất tích, cái này nói ra quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, cũng có khả năng là tiên tôn kia tạm thời có việc, cho nên chưa trở về mà thôi. Chỉ có tiên vương của liên minh thiên chủ biết trường thiên tiên tôn không phải là tạm thời có việc, nếu như nói y có việc, chuyện đó cũng phải ở cực phong thiên. Cho nên nói trường thiên tiên tôn sau khi giết tông chủ của mặt nguyệt tiên tôn kia, hẳn là ngay lập tức sẽ trở lại cực phong thiên nhưng trường thiên tiên tôn vẫn chưa trở về lục chính quần xuất hiện kia cũng chưa trở về lục chính quần là thiên chủ của việc hành thiên vì sao gã không trở lại đừng nói là phó minh chủ của liên minh thiên chủ ngay cả mấy tiên vương còn lại trong liên minh thiên chủ cũng đều cảm thấy vấn đề này không đúng sau khi trường thiên tiên tôn và lục chính quần mất tích liên minh thiên chủ không tiếp tục cử hành hội nghị còn việc chọn người làm thiên chủ của việc hành thiên, cũng tạm thời gác lại. Cũng không có ai nhắc tới chuyện này, mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu rõ chuyện này. Về phần mặt nguyệt tiên tông và tiên thành mặt nguyệt, càng sẽ không có ai đi trước xui xẻo. Chỉ cần một ngày không có tin tức của ba người kia, bọn họ sẽ không đề cập lại chuyện này. Thiên chủ của cung hoa thiên kỷ trí tiên vương mạnh trường huyết càng lấy làm may mắn vì mình không làm sai, trường thiên tiên tôn đi truy sát tên tông chủ của mặt nguyệt tiên tông kia, còn đều song song mất tích, chớ đừng nói chi là một thiên chủ tầm thường như gã. Sau khi phong vương kết thúc, lô phượng tiên vương tước vị là hoàng dực tiên vương, xếp hạng tiên vương không thấp, trong hạ thiên vực cũng coi như là tầng lớp trên. Nhưng lô phượng lại có chút lo lắng, hình như dịp mặt biết hắn phải rời khỏi, quả nhiên hắn sau khi từ phong vị tháp ra ngoài, ngay cả phong vương cũng không kịp phong đã đào tẩu rồi mà kẻ đuổi giết hắn nghe nói còn có một tiên tôn, bất kể là thiên chủ của việc hành thiên lục chính quần hay là tiên tôn kia, Lô Phượng đều sợ dịp mặt rất khó qua khỏi. Đáng tiếc là, cô không có bất kỳ biện pháp nào. Cô chỉ có thể ở lại mặt Nguyệt Tiên Tông, nghe theo lời dịp mặt, giúp hắn bảo vệ cho mặt Nguyệt Tiên Tông và tiên thành mặt Nguyệt. Đồng thời giúp hắn chú ý từng thiên vực một chút, có tu sĩ thăng thiên từ đại lục lạc Nguyệt hay không. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới hắn truy đuổi một người có thể đuổi tới 5 năm, Khai Nỉ cũng chưa từng nghĩ tới y bị người ta đuổi tới vài năm, vẫn không buông tha. Nếu như là người khác, Diệp Mặc sớm đã bỏ cuộc không lãng phí khoảng thời gian này rồi, nhưng Khai Nỉ này Diệp Mặc lại biết mình tuyệt đối không thể buông tha. Khai Nỉ chẳng những biết lai lịch của mình, hơn nữa còn biết trên người mình có hỗn độn thụ. Nếu như để người này đào tẩu, một khi chờ tu vi của y khôi phục, mình sẽ không còn đường đi. Với loại thủ đoạn ác độc của lão già này, tuyệt đối sẽ sang bằng toàn bộ mặt nguyệt tông môn. Năm năm này, dịp mặt đi theo khai nỉ không biết xuyên qua bao nhiêu cái khe nước trong hư không. Cũng không biết đã bị cuốn vào trong bao nhiêu dòng chảy hỗn loạn trong hư không, nhưng khai nỉ lại vẫn cứ bình yên vô sự. Dịp mặt biết mình có thế giới trang vàng, đồng thời cũng biết trên người lão già này tuyệt đối có một thế giới cực kỳ rắn chắc thậm chí là một chân linh thế giới. Khai nỉ cũng hết sức buồn bực, đuổi vài năm coi như xong đi, hiện tại y đã mấy lần xuyên qua khe nước trong hư không lại vẫn không thể cắt đuôi dịp mặt. Chân linh thế giới của lục chính quần vốn chính là của y, khai nỉ lợi dụng thời gian trên đường trốn chạy đã một lần nữa luyện hóa lại. Mặc dù chân linh thế giới này đã không còn hoàn chỉnh nữa, thậm chí có chút tổn hại, nhưng dù sao vẫn là một thế giới. Một thế giới bị tổn hại cũng là thuộc về y, cũng không ảnh hưởng đến việc y khống chế thế giới, cho nên khi chân linh thế giới xuyên qua khe nứt hư không, khai nỉ lại có thể rõ ràng cảm nhận được diệp mặt cũng có thể khống chế thế giới của hắn. Khai nỉ đã sớm xác nhận trên người diệp mặt chẳng những có hỗn độn thụ, còn có thế giới hỗn độn, những vật này bất kể cái nào xuất hiện cũng có thể làm toàn bộ tiên giới kinh hoàng, vô số người đều sẽ điên cuồng. Cho dù là thánh đế, cũng không thể không điên cuồng. Bây giờ bản thân y cũng rất điên cuồng, nhưng đáng tiếc là y đánh không lại dịp mặt. Bằng không y đã sớm ra tay đoạt lấy. Lúc này khai nỉ thầm nghĩ cắt đuôi dịp mặt, sau đó dành thời gian khôi phục thực lực của chính mình, đợi thực lực của y mạnh mẽ rồi, trước tiên y sẽ đi mặt Nguyệt Tiên Tông, tiêu diệt mặt Nguyệt Tiên Tông đồng thời bức dịp mặt ra. Nhưng bây giờ y lại cảm giác nếu như lại để dịp mặt truy đuổi thêm một năm nữa, mình sẽ rơi vào trong tay đối phương chính vì vậy khai nỉ mới càng ngày càng kinh hoảng khai nỉ biết trên người diệp mặt có thế giới hỗn độn diệp mặt trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ thế giới hỗn độn của hắn đã bại lộ vì đuổi theo khai nỉ hắn không để lộ ra căn bản là không có khả năng đối với diệp mặt mà nói dù sao hỗn độn thủ đối phương cũng đã biết rồi lộ ra thêm một thế giới hỗn độn cũng vậy thôi tóm lại hắn đã hạ quyết tâm dù là đuổi giết mấy trăm năm hắn cũng phải tiêu diệt kẻ này mới có thể cam lòng. Trải qua thời gian 5 năm truy đuổi này, Diệp Mặt sớm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không mong có công, chỉ mong theo kịp khai nỉ này là được rồi. Hiện tại khoảng cách giữa hắn và đối phương đã càng ngày càng gần, Diệp Mặt tin tưởng chỉ cần thêm một đến 2 năm nữa, hắn có thể giết chết khai nỉ. Hai người trong hư không một đuổi một chạy đã hơn 5 năm, đối với dòng chảy vẫn thạch trong hư không, khe nứt trong hư không, vòng xoáy hư không, các loại đã sớm tạo thành một loại quán tính. Đôi khi thậm chí chưa gặp phải, hai người đều sẽ tự giác tránh ra. Phương vị tọa độ trên thời không thoa của Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhưng vì giết khai nỉ, Diệp Mặc vẫn không có ý định trở về. Thời gian mấy năm này khai nỉ không ngừng dung hợp nhục thể của mình, Diệp Mặc lại cũng không có dừng lại. Tuy trong thời gian 5 năm Diệp Mặc không có tu luyện, nhưng thần thức của hắn bởi vì không ngừng tìm kiếm khai nỉ, không ngừng rèn luyện trong hư không, nên sớm đã có thể so sánh với tiên tôn trung kỳ. Thời gian mấy năm này, hắn ở bên trên thời không thoa đã hoàn toàn củng cố tu vi của mình, đối với mấy loại thần thông đã càng hiểu thêm khắc sâu. Hơn nữa thần thức của Diệp Mặt không đơn thuần là ngang bằng tiên tôn trung kỳ, hắn không ngừng muốn tìm kiếm tung tích khai nỉ, thần thức vực lúc nào cũng luôn tra xét hành tung của khai nỉ này thần thức của hắn thậm chí đã hình thành thực thể, không phải tiên tôn trung kỳ bình thường có thể so sánh được. Hôm nay Diệp Mặt đang tiếp tục rèn luyện thần thức của mình, lại cảm nhận được trong thế giới trang vàng có hàng loạt chấn động truyền đến, Diệp Mặt lập tức biết là vô ảnh đã tỉnh lại. Quả nhiên sau khi qua sự đồng ý của Diệp Mặt, vô ảnh xuất hiện ở bên trên thời không thoa, đồng thời tiểu băng sâm cũng đi ra. Ngươi đã đến thiên thao hậu kỳ. Diệp mặt nhìn vô ảnh hỏi. Lão đại, cái đó còn phải nói, cho tới bây giờ em đều không lãng phí tài nguyên nha. Vô ảnh dương dương đắc ý nói. Một viên yêu đang tiên yêu thú cấp chín, dù ta cho chó ăn cũng sẽ trở thành đại la tiên, ngươi lại còn nói là chưa bao giờ lãng phí tài nguyên. Diệp mặt im lặng nói, vô ảnh này quả thực quá không biết xấu hổ. Vô ảnh lại không cảm thấy gì cả, vẫn nói lão đại em không phải là chó mà em là tiểu băng sâm ở một bên lập tức nói đại ca em biết anh không phải là chó lúc trước đã nói qua rồi không đợi vô ảnh dương dương đắc ý nói ra tiểu băng sâm liền bổ sung một câu anh là một con sâu có đúng hay không có phải là một con sâu lớn chừng hạt đậu không nghĩ tới một con sâu như anh cũng có thể biến thành lớn như vậy vô ảnh nghe thấy câu nói đầu tiên của tiểu băng sâm trong lòng còn có chút vui vẻ nhưng lúc nghe thấy tiểu băng sâm nói đến phần sau sắc mặt lập tức liền suy sụp trước mặt lão đại nó cũng không dám giáo huấn tiểu băng sâm hơn nữa bây giờ bên trong thế giới trang vàng có một mảnh cấm địa mà nó không thể đi vào đó chính là phạm vi nhất định chung quanh cây hỗn độn cho dù là bên trong thế giới trang vàng tiểu băng sâm chỉ cần tiến vào cấm địa thì nó không thể nào giáo huấn được. Lúc này nó chỉ có thể ủ rũ cục đầu xuống nói. Đó là bởi vì ta nuốt chữ đế đạo tinh, mới biến dị thăng cấp đến thiên thao đấy. Hở, em còn tưởng rằng anh chỉ ăn một viên tiên yêu đang cấp chính chứ, thì ra còn có đế đạo tinh nha, hai thứ này đều xem như đồ vật cấp đế đó nha. Không ngờ anh lại có thể ăn được, anh thật lợi hại. Tiểu băng sâm giơ ngón tay cái lên nói trí thông minh của vô ảnh căn bản là không thể kém hơn so với tiểu băng sâm nó há có thể không nghe ra là tiểu băng sâm đang mỉa mai nó nói cách khác hai thứ đó đều là thứ có thể khiến người ta thăng cấp tiên đế vậy mà nó chỉ có thể thăng cấp từ linh thao đến thiên thao hậu kỳ đúng là quá cùi bắp mà tiểu băng sâm này bây giờ càng ngày càng không nghe lời lúc trước khi vừa mới vào thế giới trang vàng theo sau mình trái một câu đại ca phải một câu đại ca Bây giờ động một chút lại mỉa mai một câu, có cấm địa riêng của mình bên trong thế giới trang vàng, vì sao lại không có cấm địa cho nó? Vô ảnh nghĩ tới đây, trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể cho nó cũng có một mảnh cấm địa. Nhưng vừa nghĩ tới mình liên tiếp nuốt đế đạo tinh và yêu đăng tiên yêu thú cấp chính, bây giờ còn chưa có lập được công lao gì, lại muốn lão đại cho nó một mảnh cấm địa không cho tiểu băng sâm đi vào. Đoán chừng có chút phức tạp. Nếu lại có một tiểu thiên vực nữa thì tốt rồi, bên trong tiểu thiên vực mình có thể thể hiện tác dụng lớn rồi. Ồ, lão đại, chúng ta lại lan lộn trong hư không nữa à? Lúc vô ảnh nghĩ đến những chuyện này, mới phát hiện lúc này bọn họ đều đang ở trong hư không, hơn nữa tốc độ của thời không thoa còn rất nhanh. Tiểu băng sâm kinh thường nói. Đã ở trong hư không bay được 5-6 năm rồi, tin tức của anh thật đúng là kịp thời vô ảnh nghe đến đó lập tức dương cánh nói lão đại em đối với thời không thoa quen thuộc nhất để em điều khiển thời không thoa là được rồi chỉ cần nói cho em điểm đến ở chỗ nào là được ồ bên trên thời không thoa này tại sao không có bàn tọa độ hư không nữa hả tiểu băng sâm kinh thường nói nếu anh có thể điều khiển thì em sớm giúp điều khiển một tay rồi điều khiển thời không thoa em lợi hại hơn anh lão đại đang đuổi theo một gã ngốc, tên kia cũng không biết cái gì khác, chỉ biết chạy trốn thôi. Chúng ta đã truy đuổi mất 5 năm, đến bây giờ còn chưa đuổi kịp. Vô ảnh nghe tiểu băng sâm nói vậy, thần thức lập tức kéo dài ra ngoài, sau một khắc thần thức của nó đã nhìn thấy khai nỉ đang điên cuồng chạy trốn ở phía trước. Lão đại, em có thể đuổi theo tên này trong khoảng thời gian ngắn. Vô ảnh sau khi trông thấy trường mâu màu đỏ như máu dưới chân khai nỉ, lập tức lớn tiếng nói. Diệp mặt nghe đến đó trong lòng lại khẽ động, vô ảnh và tiểu băng sâm không giống nhau, tiểu băng sâm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không có sức chiến đấu gì. Dùng tiểu băng sâm để chặn đường khai nỉ, hoàn toàn là chuyện bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Nhưng vô ảnh không giống vậy, vô ảnh bây giờ đã thăng cấp đến thiên thao hậu kỳ, khẳng định là không sợ tiên vương sơ kỳ, cho dù không phải là đối thủ của khai nỉ, nó cũng có thể ngăn khai nỉ lại nghĩ tới đây dịp mặt lập tức đứng lên nói tiểu băng sâm ngươi tới khống chế thời không thoa vô ảnh ngươi lập tức đuổi theo người kia tên kia rất có thể là nguyên thần của một thánh đế một khi ngươi đuổi kịp thì cho ngươi ăn ha ha lão đại xem em đây vô ảnh nghe thấy nguyên thần của thánh đế đã sớm quên hết thảy nhưng khi nó muốn xông ra khỏi thời không thoa chợt nhớ tới cái gì đó làm bộ đáng thương quay đầu lại nói lão đại anh để cho em đuổi theo một thánh đế không phải là để cho em làm điểm tâm của người khác sao ngu ngốc diệp mặt vỗ đầu vô ảnh nói tên này nếu như vẫn còn thực lực của thánh đế y sẽ đào tẩu sao tên này là đoạt xá đấy tối đa chỉ là một tiên vương mà thôi câu nói sau của diệp mặt vừa dứt vô ảnh đã mang theo một sợi kim tuyến xông ra ngoài. Vô ảnh ở bên trên thời không thoa lao ra, tốc độ bột phát ra trong thời gian ngắn vậy mà so với thời không thoa còn nhanh hơn một phần. Nhưng Diệp Mặt biết tốc độ này của vô ảnh cũng chỉ là chim sẽ đi ị thôi, miễn cưỡng chỉ có một chút như vậy. Cho nên cùng lúc khi vô ảnh lao ra, hắn liền phóng hắc thạch cân ra, bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Khai nỉ giống như Diệp Mặt, y vừa chạy trốn, cũng vừa khôi phục tu vi của mình. Chỉ có điều là bởi vì dịp mặt đuổi quá sát sao, tốc độ khôi phục tu vi của y thật sự là quá chậm, ngoại trừ tốc độ thân thể dung hợp nhanh một chút ra, về tu vi gần như không có hiệu quả lớn lắm. Thời điểm khi y nhìn thấy bóng dáng màu vàng của vô ảnh giống như ánh chớp lao đến, lập tức cũng cảm thấy không đúng, sau một khắc vô ảnh há miệng lớn ra đã hướng về phía y cắn xuống. Khai nỉ trong lòng kinh hãi, trường mâu đỏ như máu trong nháy mắt phóng ra, mấy dòng sông máu đánh về phía vô ảnh. Mà vô ảnh lại không sợ hãi chút nào há miệng rộng ra, lại muốn nuốt sông máu này vào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khai nỉ khiếp sợ nhìn vô ảnh nuốt chửng sông máu, trong lòng kinh hãi không gì bằng. Y thăng cấp thánh đế trải qua vô vàng năm tháng, nhưng chưa từng thấy qua tiên yêu thú nào giống như vô ảnh, chẳng lẽ đây là thần thú sót lại từ thời viễn cổ hay sao? Quỳnh. Vô ảnh đã nuốt chửng vài dòng sông máu, nhưng trường mâu màu đỏ như máu mang theo sông máu tuôn ra không ngừng, vô ảnh bị sông máu rơi xuống đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng bay ra. Diệp mặt trông thấy khai nỉ lần này đã biết rõ, trải qua thời gian mấy năm, tu vi tên này so với lúc trước lại tăng lên một bước dài. Lúc này diệp mặt nào sẽ còn có nửa phần do dự, lao ra khỏi thời không thoa, tử đao trong tay liền bổ ra một đao, đồng thời hắc thạch cân cũng đánh xuống. Một đao của tử đao kia bổ ra, không gian và sát cơ trong hư không hoàn toàn tụ lại, đao này còn chưa phóng ra hoàn toàn, cũng đã hình thành một tử ngân đáng sợ trong hư không rồi. Khai nỉ nhìn thấy mà sợ mất mật, gã nhìn thấy vết nứt mà đao này của dịp mặt bổ ra, liền biết được so với mấy năm trước, chiêu thần thông này của dịp mặt cũng đã được lên một bậc. Nếu như gã muốn chặn lại chiêu này, e rằng thân thể của gã cũng sẽ sụp đổ lần nữa. Sát cơ ác liệt và sát thế đáng sợ xung quanh hư không này, căn bản cũng không phải là thứ bây giờ gã có thể ngăn lại được. Đáng tiếc, Khai Nỉ biết, gã cũng cần phải chặn lại, chiêu này cũng hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh rồi. Hơn nữa gã còn cảm giác được, thần thức của Diệp mặt không ngờ cũng không kém gã chút nào. Nhìn thấy đường đao này cũng đã xoẹt đến, Khai Nỉ trong lòng trầm xuống, gã biết ngoài chặn lại nó ra, cũng không còn cách nào. Nếu như lúc này gã cố gắng chạy trốn, thì tuyệt đối không tránh nổi chiêu tiếp theo của đối phương, đó cũng không phải chuyện mất thân thể của gã nữa, thậm chí đến nguyên thần của gã cũng bị nổ tung rồi. Hai nỉ vô cùng phẫn hận, thân thể của lục chính quần đối với gã mà nói quả thực cũng rất thích hợp, nhưng lúc này vừa mới đoạt xá được, thì lại phải phế bỏ, hơn nữa sau khi phế bỏ, nguyên thần của gã cũng không biết có thể chạy thoát được không cho dù không có ai truy sát nhưng nguyên thần của gã có thể sống được trong hư không hay không thì cũng chưa biết nếu như cho gã thêm vài năm một mình tu luyện nữa gã cũng sẽ không sợ gì tên tiên vương sơ kỳ trước mặt này trường mâu màu máu được phóng ra lại lần nữa cuốn đến từng đợt huyết hà treo ngược những tiếng nổ ầm ầm trong hư không Khai Nỉ trải qua bao nhiêu trận đấu căn bản cũng không thể nào đếm rõ được, cho dù gã không ngăn lại được chiêu này của Diệp mặt, thì cũng sẽ không khiến gã bởi vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Đúng lúc huyết hà sắp đập trúng đường đao tử đao của Diệp mặt, một đường lốc xoáy màu đen xuất hiện bên ngoài cách đó mấy trăm dặm. Lốc xoáy này thoạt nhìn cũng không khác nhiều với vết nứt hư không thông thường là mấy, nhưng lối vào này lại là một lốc xoáy xoáy chuyển đến cực điểm, thần thức vừa mới tiếp xúc đến liền bị quấy nát hơn nữa xung quanh lốc xoáy này thậm chí lại có màu đen sáng lạng so với hư không mông lung thì lốc xoáy này lại giống như một vũng nước mực vậy khai nỉ nhìn thấy lốc xoáy này đến dường như cũng không nghĩ ngợi gì tinh huyết cùng với thọ nguyên điên cùng bị thiêu đốt dường như cùng lúc khai nỉ thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên khuôn mặt của gã từ vẻ nho nhã lúc trước biến thành vô cùng già nua nhưng trong nháy mắt tử đao của dịp mặt hạ xuống khai nỉ cũng đã biến mất dưới đường đao đó ầm tàn lưu của huyết hà bị một đao của diệp mặt chém làm hai âm thanh huyết hà nổ tung tản ra trong hư không một đường đao ngân rõ ràng khắc trong hư không còn thân hình của khai nỉ thì lại biến mất thần thức của diệp mặt cũng đã bắt được khai nỉ xông vào trong lốc xoáy đen như mực kia chỉ trong nháy mắt diệp mặt cũng đã hạ quyết tâm một khắc sau hắn cũng đã thu được vô ảnh và tiểu băng sâm đồng thời cũng tiến vào trong lốc xoáy đó trong nháy mắt tiến vào lốc xoáy đó, Diệp Mặc cũng đã tiến vào trong thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, thần thức của Diệp Mặc vừa mới tiếp xúc ra ngoài, liền cảm thấy thức hải từng trận quay cuồng, hắn nhanh chóng thu lại thần thức. Lúc trước hắn cũng đã từng chứng kiến một nơi lợi hại như này, nhưng những nơi đó nhiều nhất cũng chỉ khiến thần thức mà hắn vươn ra ngoài bị tiêu diệt mà thôi, nhưng hoàn toàn không như hôm nay, ảnh hưởng đến thức hải. Diệp mặt trong lòng trầm xuống, hắn vô cùng quyết tâm phải giết chết Khai Nỉ. Vì thần thức của hắn bây giờ vô cùng cường đại rồi, lúc trước mỗi lần hắn tiến vào khe nứt hư không hắn đều có thể dùng thần thức bắt được đại khái hành tung của thế giới chân linh của Khai Nỉ. Nhưng lần này thần thức của hắn căn bản không thể phóng ra ngoài chút nào, trong tình hình như này, hắn đừng nói bắt được tung tích của Khai Nỉ, cho dù bản thân đến nơi nào cũng không biết được rồi. Lão đại, có phải em làm hỏng chuyện rồi không? lão già đó thật lợi hại. Em một phát không ngờ lại không thể nào ăn hết cả, cả chắc chắn còn lợi hại hơn những tiên vương bình thường. Vô ảnh thấy dịp mặt rầu rĩ không vui trong thế giới trang vàng, đứng một bên nhỏ giọng nói. Dịp mặt khua tay nói. Chuyện này không liên quan đến mày. Tên kia tuyệt đối là một tên cứng đầu, không phải ngon ăn như vậy đâu. Không giết được khai nỉ, dịp mặt trong lòng quả thực rất bất an nhưng bây giờ tiến vào lốc xoáy đen như mực không biết danh tính, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ đợi. Khai nỉ sau khi tiến vào lốc xoáy đen như mực này, thần thức lập tức quét ra ngoài, khi thần thức của gã cũng giống như dịp mặt bị xoắn dết, hơn nữa thức hải rầm rầm rung động. Khai nỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, gã biết rõ mình cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của dịp mặt rồi, thần thức của gã cũng mạnh hơn dịp mặt một chút, đến gã cũng không thể nào quan sát bên ngoài lốc xoáy. Thì tên tông chủ của mặt nguyệt tiên tông đuổi theo gã kia lại càng không thể nào tìm thấy chút dấu vết nào. Khai nỉ từ từ thở vào nhẹ nhõm bắt đầu điều tức trong thế giới chân linh của mình, tốc độ cường hãn của vô ảnh và cái miệng lớn nghịch thiên kia, khiến gã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gã không ngờ chưa bao giờ nhìn thấy một loại tiên linh thú như này, hoặc là một loại thần thú gì đó. Hơn nữa gã còn có thể nhìn ra, con tiên yêu thú có cái miệng lớn đó cắn huyết hà của gã vẫn còn non, một khi trưởng thành rồi thì cực kỳ đáng sợ. Từ trước tới nay, thứ có năng lực cắn nuốt như này chỉ có Vô Ảnh Thao Tầm, nhưng thể tích của Vô Ảnh Thao Tầm lại nhỏ nhất, hơn nữa rất khó phát triển. Cho dù gã cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiên thao, thậm chí là thiên thao Vô Ảnh Thao Tầm. Hai nỉ lắc đầu, gạt những suy nghĩ này sang một bên bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng chỉ hai ngày sau, Khai Nỉ cũng cảm giác có gì đó không đúng, thế giới chân linh của gã không ngờ bắt đầu dần rạn nứt. Từng đường loạn lưu lốc xoáy từ vết nứt của thế giới chân linh đó quét vào trong. Không ổn rồi, thế giới chân linh của mình sắp vỡ rồi, Khai Nỉ lập tức sốt sắng. Trong loạn lưu không gian này, một khi thế giới chân linh bị vỡ, cũng có nghĩa gã cũng biến thành tro, đến nguyên thần cũng không thể nào tồn tại nổi đúng lúc khai nỉ vô cùng lo lắng, thì lại nghe răng rắc một tiếng. Gã trong lòng trầm xuống, lập tức biết thế giới chân linh của mình bắt đầu vỡ nát rồi. Lúc này khai nỉ hoàn toàn có suy nghĩ gã tất phải chết, trong lòng lại càng vô cùng buồn bực, gã bị dịp mặt truy sát năm sáu năm cũng chạy trốn được, không ngờ cuối cùng lại chết trong lốc xoáy hư không. Nhưng lập tức gã lại phát hiện không đúng, lốc xoáy loạn lưu đen kịch xung quanh cũng đã biến mất, gã không ngờ lại bình yên vô sự quanh người gã hoàn toàn là một thế giới thanh ảo còn thế giới chân linh bị rạn nứt ngay dưới chân gã một số sơn sơn thủy thủy trong thế giới chân linh cùng với các loại linh thảo đều biến thành một đống rác thế giới chân linh bị nghiền nát khai nỉ trong lòng thậm chí chỉ có may mắn thế giới chân linh của gã bị vỡ nát rồi gã có chuẩn bị vì quy tắc của thế giới của gã khi gã toàn thân tổn hại cũng không hoàn chỉnh rồi Lúc trước thế giới chân linh của gã vì bảo vệ nguyên thần cũng đã có vết nứt rồi, cộng thêm quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, lần này bị vỡ nát trong lốc xoáy màu đen, gã cũng có sự chuẩn bị rồi. Khai nỉ đang định dò xét xem nơi này là nơi nào, bỗng nhiên nhớ ra lốc xoáy vừa nãy cuốn gã vào, lúc này cái lốc xoáy đó cũng biến mất không còn, không trung thanh ảo vẫn còn lại chút chấn động. Đúng lúc khai nỉ muốn thu lại thế giới chân linh bị hỏng này thì không gian thanh ảo lại lần nữa xuất hiện chút chấn động. Khai nỉ cực kỳ giảo hoạt, lúc này xuất hiện chấn động làm sao có thể có người khác, gã lập tức biết người xuất hiện rất có khả năng là dịp mặt. Gã căn bản cũng không kịp thu lại tàn tích thế giới chân linh nữa, trong nháy mắt liền thi triển động thuật biến mất trong không gian. Ngay lập tức thế giới trang vàng liền hạ xuống trong không gian thanh ảo, dịp mặt liền biết, đồng thời từ trong thế giới trang vàng đi ra ngoài một đống tàn tích của thế giới chân linh chất đống trước mặt diệp mặt lập tức biết lão già khai nỉ chắc hẳn cũng đến nơi này rồi hơn nữa còn chạy thoát được một mạng nữa nơi này không biết là nơi nào đâu đâu cũng là khoảng không thanh ảo có một số thứ giống như hỗn độn tinh vực mà lúc trước hắn nhìn thấy những tàn tích thế giới chân linh này diệp mặt căn bản cũng không có thời gian đi quản, thần thức của hắn cũng đã quét ra ngoài đi tìm tung tích của khai nỉ đầu tiên tuyệt đối không thể để tên này chạy thoát được. Thần thức của diệt Mặt vừa mới quét ra, liền biết thần thức trong này bị áp chế, hơn nữa áp chế vô cùng lợi hại. Sau đó hắn liền nghe thấy một tiếng gào thét cực lớn, sau khi tiếng gào thét đó vang lên, một con tiên yêu thú cao hơn 10 trượng liền vọc đến. Con tiên yêu thú này có một cái mặt tinh tinh, toàn thân lông dài màu xanh bao phủ, có thể đứng thẳng đi được. Có thể nói con tiên yêu thú này giống như một con tinh tinh lớn có thể đứng đi được, chỉ có điều bàn chân lớn của con tiên yêu thú này đặt trên mặt đất phát ra những âm thanh chấn động rầm rầm, cho dù dịp mặt cũng có thể cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Sau khi lĩnh vực tiên vương của dịp mặt được thi triển, thì con tiên yêu thú lớn này chỉ vung tay lên, lĩnh vực tiên vương của dịp mặt lập tức phát ra những âm thanh ken két nhỏ không thể nghe thấy, cùng lúc đó, dịp mặt liền cảm nhận được một sức cắn trả tiên nguyên lại càng trì trệ. Thứ này rốt cục là thứ gì? Diệp mặt kinh hải, hắc thạch cân cũng đã được phóng ra. Vì cảm thấy thứ này bất thường, chiêu đầu tiên của diệp mặt chính là thần thông thái sơn áp đỉnh của hắc thạch cân. ầm, uhm. Hắc thạch cân đập trúng lên cánh tay của con tiên yêu thú to lớn kia, phát ra những âm thanh như tiếng sấm. Ông ông. Hắc thạch cân của diệp mặt lập tức bay ra ngoài, ngay tức khắc quả cân này cũng đã bay xa mấy dặm, còn cánh tay của con tiên yêu thú đó không ngờ lại bình yên vô sự. Diệp mặt kinh hải, hắn chưa bao giờ gặp con tiên yêu thú nào lại lợi hại như này, mà lúc này con tiên yêu thú này hình như bị hành động của diệp mặt chọc giận rồi, nâng cánh tay cực lớn dài mấy trượng tác cho diệp mặt một cái. Áp lực đáng sợ lập tức đè ép trong hư không thanh ảo, diệp mặt kinh hải, loại áp lực này hoàn toàn là do một tác của con yêu thú kia tạo ra. Không có bất kỳ áp lực thần thức nào, cũng không có bất kỳ sự trói buộc lĩnh vực nào. Loại sức mạnh thuần túy này, không ngờ cũng có thể mang theo áp lực đáng sợ như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Dịp mặt điên cùng thiêu đốt tiên nguyên, trong nháy mắt thoát khỏi loại áp lực đáng sợ này, sau đó lập tức thuấn di. Dịp mặt vừa mới thuấn di, thì một tác của con tiên yêu thú này cũng đã vỗ đến nơi mà diệp mặt đang đứng nơi mà diệp mặt vừa mới đứng lập tức biến thành một cái rãnh khổng lồ chu vi mười mấy dặm những thứ lúc trước có trên mảnh đất đó sớm đã hóa thành bột mịn không còn chút dấu vết nào nữa diệp mặt trong lòng thất kinh lúc này làm gì còn dám tiếp tục đánh với thứ này nữa loại tiên yêu thú này nếu như không phải không có pháp thuật thần thức thì hắn căn bản cũng không đủ nhìn thấy diệp mặt rút đi con tiên yêu thú sải bước đuổi theo hơn nữa tốc độ đó giống như một ngôi sao băng vậy vô cùng nhanh dịp mặt mau chóng phóng ra thời không toa tăng tốc chạy trốn nếu như không chạy dịp mặt cũng chỉ là kinh hãi con tiên yêu thú kia sao mà lại lợi hại như vậy khi dịp mặt vừa chạy lập tức liền ngay người trong thần thức trước mặt hắn nơi này cũng là tiên yêu thú dày đặc có con rất nhỏ chỉ cao một hai trượng còn một số con lớn thậm chí còn cao hơn nhiều so với con tiên yêu thú vừa nãy hắn gặp có một bộ phận thậm chí còn có đôi cánh thế này thì chạy thế nào diệp mặt đánh nhau cùng con tiên yêu thú kia đã đánh động đến những con tiên yêu thú còn lại những con tiên yêu thú này nhao nhao xông về phía diệp mặt lập tức bốn phương tám hướng đều là tiên yêu thú vây quanh mà loại khí tràn sức mạnh cực lớn của tiên yêu thú này có thể trói chặt không gian lại diệp mặt lại càng không dám chậm trễ chút nào thời không toa giống như thuấn di trong không gian lao đi, còn khai nỉ sống hay chết, dịp mặt cũng không quản được nữa. Hơn 10 giây sau, dịp mặt lại phát hiện cho dù hắn có chạy đi nữa, thì đâu đâu hắn cũng nhìn thấy tiên yêu thú, khác biệt duy nhất là có nơi nhiều hơn chút, có nơi ít hơn chút mà thôi. Dịp mặt tìm một nơi xung quanh tiên yêu thú có thưa thất hơn một chút rồi hạ xuống, lúc này mới gọi vô ảnh và tiểu băng xâm ra bọn mày có biết loại tiên yêu thú này không? Diệp mặt hỏi. Vô ảnh mờ mịt lắc đầu, nó cũng không biết loại tiên yêu thú này. Tiểu băng sâm lại tham gia. Lão đại, đây gọi là tinh thú, không phải tiên yêu thú cũng không phải thần thú. Là một loại thú sống ở biên giới hư không? Loại thú này chỉ tu luyện thân thể cùng sức mạnh, chứ không tu luyện nguyên thần và thần thức, lại càng không có pháp thuật thần thông nhưng những pháp thuật thần thông bình thường đối với sức mạnh của bọn chúng căn bản cũng khó giải đây chính là sự khác biệt khi sức mạnh lớn đến một mức nhất định không cần tiên nguyên không cần thần thức chỉ cần lực đạo thuần túy là có thể xé rách được tất cả dịp mặt gật đầu đồng ý với lời của tiểu băng sâm con tin thú cao mười mấy trượng vừa nãy chính là vì sức mạnh thuần túy mà khống chế không gian xung quanh hơn nữa lĩnh vực tiên vương của hắn cũng không làm được trò trống gì trong cái sức mạnh thuần túy đó tiểu băng sâm thấy diệt mặt tin lời của nó lại càng nhìn vô ảnh dương dương tự đắc nói nơi mà tinh thú xuất hiện chắc chắn là biên giới giới vực biên giới này cho dù rất nhỏ cũng có thể cả đời cũng không bay đến biên được biên giới giới vực bình thường đều có khí tức hỗn độn còn tinh thú thích nhất lại chính là khí tức hỗn độn nhưng bây giờ nơi có khí tức hỗn độn lại rất ít cho nên tinh thú cũng rất ít nơi này xuất hiện nhiều tinh thú như này ngược lại lại rất quái lạ vô ảnh ngượng ngùng nói tiểu băng sâm kiến thức của chú cũng không tệ lắm nhỉ tiểu băng sâm đắc ý nói cái đó đương nhiên em còn biết nội đang trong tinh thú tên tinh đan có thể luyện chế tiên đan luyện thể cao cấp nữa khi tiểu băng sâm nói chuyện cũng có tinh thú nhìn thấy diệp mặt bên này lập tức điên cuồng xông đến diệp mặt biết rõ nếu như đến nơi này rồi muốn một mạch chạy trốn cũng không thực tế chỉ có thể ứng phó lần này tinh thú xông đến cũng cao dưới 10 trượng diệp mặt biết tinh thú lợi hại lần này căn bản cũng không dám giữ lại chút nào tử đao cũng được phóng ra lại là chiêu thái hồng con tinh thú xông lên đầu tiên nhìn thấy đường đao màu tím của diệp mặt cũng đã phóng ra rồi lập tức gào rú một tiếng giơ nắm đấm của mình lên đánh tử đao một quyền ầm uhm. quả đấm của tinh thú đập vào đường đao của tử đao lập tức nổ vang trời mặt đất ầm ầm rung chuyển con tinh thú này nhỏ hơn nhiều so với con tinh thú lúc trước dịp mặt đối phó đường đao chém một vết trên người con tinh thú này chất dịch màu xanh chảy ra khiến dịp mặt hiểu máu của con tinh thú này là màu xanh tiểu băng sâm không thể chiến đấu sớm đã được dịp mặt tức đi, còn vô ảnh thậm chí không đợi tinh thú xông đến, cũng đã chủ động xông ra. Biểu hiện của tiểu băng sâm vừa nãy cũng không tệ, nó nếu như không biểu hiện, lão đại một khi không vui, lại để tiểu băng sâm làm đại ca, nó làm tiểu đệ vậy thì mất hết mặt mũi rồi. Vô ảnh đồng thời hét lớn, mở lớn miệng, một con tinh thú chỉ cao hai ba tượng không ngờ bị vô ảnh một miếng nuốt trọn. Diệp mặt mặc dù một chiêu liền có thể khiến tinh thú đối địch với hắn bị thương, nhưng không ngờ vô ảnh lại sinh mảnh như vậy, tinh thú cao đến ba trượng cũng có thể một miếng nuốt trọn được. Xem ra lần này vô ảnh bế quan vài năm cũng không phí công rồi. Còn con tinh thú đối địch với diệp mặt kia sau khi bị thương, lại càng tức giận đến cực điểm, lại lần nữa gào thét xông về phía diệp mặt. Diệp mặt thu lại tử đao, vung từng đường lôi quang lên, từng đường lôi quang này nổ vang trong không trung, giống như ngân hà đang cùng loạn nhảy múa. trong tiếng nổ vang, từng đường lôi quang này giống như biển cát mênh mông trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, tạo thành một lôi thương vô cùng to lớn. lôi thương vạch phá không gian, đâm thẳng qua hư không. bùng, khí tràn sức mạnh của con tinh thú cực lớn này dưới lôi thương giống như bọt biển vậy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. tầm Lôi thương đâm xéo vào ngực con tinh thú này, cũng không dừng lại, trực tiếp lại lần nữa đâm xuống mặt đất, đính chặt con tinh thú này lên mặt đất. Còn bước chân của tinh thú này phóng về phía diệp mặt lập tức dừng lại, sau đó sững sờ nhìn cây thương đâm xuyên qua ngực nó. Một lúc lâu sau lôi thương biến mất, tinh thú lúc này mới không cam tâm ngã xuống mặt đất, vung bùng đất lên đầy trời, một tảng đá cực lớn phía sau lưng nó bị đập nát hoàn toàn. Diệp mặt thầm thở vào những thứ này quả thực quá khó chết hắn liên tiếp thi triển hai đường thần thông, mới giết được một con tinh thú cao chưa đến 10 trượng trong đó. Nhiều tinh thú như này, nếu như hắn thi triển thần thông, căn bản không cần tinh thú chủ động tấn công hắn, thì tự hắn cũng mệt mà chết. Ô ô, thứ này khó ăn quá. Giọng nói của vô ảnh truyền đến sau lưng dịp mặt. Dịp mặt cũng không kịp lo cho vô ảnh nữa, sau khi vô ảnh nuốt con tinh thú đó, Diệp Mặc chém giết tinh thú sau đó, vô số tinh thú cũng đã xông đến. Diệp Mặc biết rõ loại tinh thú này chỉ dùng lôi kiếm đơn giản căn bản cũng không có tác dụng gì, còn Thiên Hỏa Cửu Dương, Diệp Mặc đoán chừng cũng quá sức, hơn nữa dùng Thiên Hỏa Cửu Dương tiêu hao thần thức và tiên nguyên quá nhiều, Diệp Mặc căn bản cũng không trụ được bao lâu. Hắn quyết định phóng tứ điệp lãng ra. Từng sóng lửa cao mấy chục trượng xông ra, trong chớp mắt phía trước diệp mặt và vô ảnh cũng đã có một biển lửa cực lớn rồi khí thế đáng sợ của đợt sóng lửa thứ nhất cuốn đến đánh về phía tinh thú vô cùng vô tận còn diệp mặt khiếp sợ phát hiện ra đợt sóng lửa thứ nhất này sau khi phóng ra chỉ có một bộ phận tinh thú thấp bé bị đánh chết còn những con tinh thú cao lớn hơn thì lại bình yên vô sự nhiều nhất cũng chỉ là quể oải hơn một chút mà thôi nói cách khác lớp lông xanh trên người bị cuốn đi toàn bộ khiến những con tinh thú này thoạt nhìn lại càng là một mảng đen nhánh dưới sự thúc giục tiên nguyên đợt sóng lửa thứ hai thứ ba thứ tư liên tiếp được đẩy ra sóng lửa đáng sợ trong nháy mắt liền hòa tan một vùng đất tiếng nổ vang rền sau bốn đường sóng lửa hàng nghìn con tinh thú trong này lập tức không chết cũng bị thương một số con tinh thú thấp bé hoàn toàn hóa thành cho bụi còn một số con cao lớn hơn thì vẫn trong trạng thái bị thương Diệp mặt trong lòng thầm hoảng sợ, thần thông tứ điệp lãng tiêu hao rất nhiều tiên nguyên và thần thức, thần thông đáng sợ này tấn công, không ngờ cũng không thể dứt sạch những con tinh thú này, có thể thấy sự cường hãn của những con tinh thú này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Tiếng gào rú từ phía xa truyền đến, Diệp mặt biết rõ, hắn cần phải chạy nhanh một chút, nếu như không chạy, đợi những con tinh thú kia đến rồi, thì hắn cũng không thể nào không ngừng nghĩ mà thi triển tứ điệp lãng được. Nếu có tinh thú cao mười mấy trượng, tứ điệp lãng cũng không thể nào làm thương được bọn chúng. Húng chi trong này còn có tinh thú cao mấy chục trượng nữa. Diệp mặt thu hồi con tinh thú bị lôi thương của hắn chém chết kia và mang vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, đồng thời thế giới trang vàng chui xuống lòng đất. Diệp mặt sau khi tiến vào thế giới trang vàng, lập tức liền ném tinh thú cho vô ảnh. Vô ảnh sung sướng, lại một miếng nuốt trọn con tinh thú đó. Mặc dù thứ này khó ăn, nhưng vô ảnh biết thứ này quả thực rất bổ đối với nó. Lúc này nó cần không ngừng gia tăng sức mạnh của mình. Lúc trước vì nó không một miếng ăn sạch lão già kia, kết quả mới bị lão già đó chạy đến đây. Một ngày sau, Diệp mặt lại lần nữa mang theo vô ảnh ra khỏi thế giới trang vàng, xung quanh sớm đã chi chít tinh thú đứng quanh. Lúc này Diệp mặt cũng không dùng tứ điệp lãng nữa, tứ điệp lãng của hắn đối phó với những con tinh thú này tiêu hao quá lớn. Hơn nữa tinh thú trong này lại chi chít như vậy, căn bản không phải dùng tứ điệp lãng mà có thể giết sạch được. Diệp mặt trực tiếp phóng tử đao ra, bắt đầu không ngừng chém giết những con tinh thú này. Còn vô ảnh thì lại không ngừng cắn nuốt tinh thú, đầu tiên vô ảnh cũng chỉ có thể nuốt những con cao 2-3 trượng, nhưng càng về sau chỉ cần dưới 10 trượng, thì nó đều nuốt hết một khi phát hiện tiêu hóa không được, vô ảnh lập tức liền trốn vào trong thế giới trang vàng, đợi tiêu hóa hết trong thế giới trang vàng xong, rồi mới lại ra ngoài nuốt tiếp những con tinh thú này. Còn dịp mặt lúc này trong đám tinh thú cũng đã tiến vào trong thần thông đao đạo giết chóc rồi, hắn dần dần hiểu ra, chém giết tinh thú cần không chỉ là tiên nguyên và thần thức, hơn nữa còn cần một quy tắc sức mạnh nữa. Quy tắc sức mạnh này rất khó để nắm được, nhưng chỉ cần bắt được chút linh cảm quy tắc sức mạnh trong đó, cho dù là tinh thú cao mười trượng cũng vẫn có thể một đao chém chết được, mà không cần đến thần thông gì cả. Nhưng một khi tinh thú cao hơn mười trượng, thì hoàn toàn vượt khỏi quy tắc sức mạnh thông thường này rồi, tiến vào một tầng mới. Từng đường đao màu tím được dịp mặt bổ ra, những đường đao này vừa ra ngoài liền có thể chém được một con tinh thú, còn có đường đao lại không chút uy hiếp gì đến tinh thú, những con tinh thú không bị giết nhanh chóng lại lần nữa xông lên tấn công diệp mặt những nắm đấm to lớn đáng sợ này không ngừng tấn công lên người diệp mặt cho dù diệp mặt tu vi luyện thể tiên linh thể hậu kỳ cũng không ngừng bị đánh cho bông da tróc thịt diệp mặt chỉ có thể vừa bổ tử đao vừa vận chuyển công pháp luyện thể vô ảnh không ngừng ra vào giữa thế giới trang vàng và thế giới thanh ảo không ngừng cắn nuốt loại tinh thú này nó và Diệp Mặt không ngừng nghĩ chém giết những con tinh thú này, một khi có tinh thú cao hơn 10 trượng sông đến, bọn họ liền trốn sang chỗ khác, tiếp tục dùng cách này chiến đấu với tinh thú. Diệp Mặt vì cảm ngộ quy tắc sức mạnh chém giết tinh thú, vô ảnh đơn thuần là vì thăng cấp, huống chi trong một nơi như này, bọn họ ngoài giết tinh thú ra, căn bản cũng không còn đường ra nào nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.